Độc tôn truyền kỳ thanh vân môn, Lâm Nhất. chương 361, Mộ Cung. Lâm Nhất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, suy cho cùng vẫn là xem trọng công pháp huyền cấp trong tay hắn. Ngại quá, e là tại hạ không cách nào thực hiện được yêu cầu đơn giản này. Lâm Nhất từ chối gần như không chút do dự. Sắc mặt chúng đệ tử lăng tiêu kiếm các lập tức trở nên khó coi, tên Lâm Nhất này đúng là không biết điều. Bạch Sư Huynh đã đích thân mời, vậy mà trước mặt mọi người, Hắn còn làm giá nữa chứ? Chỉ một bộ kinh thư mà thôi, ở Lăng Tiêu kiếm các, dạng kỳ ngộ gì mà không có. Thú vị thật, ngươi cho rằng với thực lực của mình thì có thể bảo vệ được quyển kinh thư này ư? Hoài Bích có tội, chẳng lẽ ngươi không hiểu điều này? Khóe miệng Bạch Lê Hiên nhếch lên, nở một nụ cười trào phúng, "Đưa kinh thư cho ta, ta sẽ đem nộp lên tông môn, chẳng lẽ ta lại đi chiếm lợi ích của ngươi? Nếu ngươi đã không biết trân trọng thì ta cũng chẳng muốn nhiều lời, chúng ta đi." Trước khi đi, đám đệ tử của Lăng Tiêu kiếm các còn hung hăng lườm Lâm Nhất một cái. Chuyện này đã vượt khỏi dự liệu của rất nhiều người. Không ai ngờ Lâm Nhất lại dứt khoát từ chối Bạch Lê Hiên trước mặt mọi người như vậy. Dùng công pháp huyền cấp để đổi lấy cơ hội tiến vào Lăng Tiêu kiếm các quả thật không đáng. Tuyệt đối không đáng. Nhưng nếu là Bạch Lê Hiên đích thân mời thì khoan hãy bàn đến những chuyện khác, bởi vì một khi từ chối có nghĩa là đã đắc tội đối phương. Nếu đổi thành bất kỳ ai khác khi đối mặt với tình huống như thế, hẳn là sẽ cân nhắc thật kỹ. Cuối cùng vì chịu không được áp lực đành phải dâng lên kinh thư. Vèo vèo, hai bóng người hạ xuống bên cạnh Lâm Nhất là Minh Diệp và ông lão áo xám kia. Minh Diệp cười khẽ chúc mừng Lâm Huynh đạt được võ kỹ huyền cấp, môn võ kỹ truyền thừa này hẳn là rất tuyệt. Lâm Nhất cười khổ đáp, đáng tiếc có hơi bắt mắt. Minh Diệp khẽ thở dài, thật ra, nếu Lâm Huynh đệ chịu uất ức một chút, sẽ giảm được rất nhiều rắc rối. Bạch Lê Hiên nói không sai, nơi này số người đỏ mắt nhìn người chắc cũng không ít đâu. Tuy rằng công pháp huyền cấp rất quý giá, thế nhưng... Lâm Nhất khoát tay nói, Minh Huynh, không phải như thế. Dù hôm nay ta chỉ thu được một môn công pháp tiên thiên thì cũng sẽ không đem tặng nó. Minh Diệp ngẩn ra, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt khó hiểu. Vẻ mặt Lâm Nhất rất bình tĩnh, thấp giọng nói, một khi ta đồng ý, cũng có nghĩa là cúi đầu trước Bạch Lê Hiên. Nếu ta cúi đầu, theo huynh thì ngày sau ta còn có thể ngẩng cao đầu ở Lăng Tiêu kiếm các nữa không? Cúi đầu rất dễ, ngẩng đầu mới khó. Minh Diệp cùng ông lão áo xám liếc nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thêm vào đó, từ ánh mắt bọn họ có thể thấy được việc cúi đầu với Bạch Lê Hiên cũng không có gì đáng ngại. Thực lực và thiên phú của hắn ta rõ như ban ngày. Hai mắt Lâm Nhất lóe sáng, trầm ngâm nói, nếu hắn thật sự mạnh hơn ta thì cũng thôi đi, ta tâm phục khẩu phục. Thế nhưng trong tế đàn thông thiên đã thể hiện rõ, hắn thua ta, thực lực hiện tại của ta không bằng hắn, không có nghĩa là cả đời đều không bằng hắn. Hai người sướng sờ, không ngờ trong lòng lâm nhất lại có suy nghĩ như vậy. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, người của Lăng Tiêu Kiếm Các và Ma Nguyệt Sơn Trang đã dần tụ lại một chỗ. Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y đang thương lượng gì đó, dường như có mưu đồ khác. Audio điện tử võ tấn bền. Đám người này muốn làm gì? Thấy thế, Lâm Nhất có hơi tò mò. Minh Diệp nhìn sang đó, có hơi do dự, sau đó nói khẽ, nghe đồn sâu trong khu mộ này còn có một tòa mộ cung. Mộ cung. Minh Diệp gật đầu đáp, lúc trước hoàn toàn không có cách nào đến gần mộ cung kia, tuy nhiên hiện tại chẳng hiểu sao ma khí trong khu mộ lại bị pha loãng đi rất nhiều. Hai đại tông môn có thu hoạch không nhỏ, bây giờ có lẽ đang nhắm vào mộ cung nghe đồn trước khi diệt tông tông phái viễn cổ này đã chuyển tất cả di bảo vào mộ cung số di bảo này hẳn không chỉ đơn thuần là bảo khí một kiện bất kỳ cũng có thể khiến cho toàn bộ đại tần đế quốc dậy sóng mặt lâm nhất không chút thay đổi khẽ nói dù không có ma khí muốn tiến vào mộ cung cũng không dễ dàng gì lâm nhất không có hứng thú với mộ cung và di bảo ở thanh dương giới hắn đã thu hoạch đủ rồi cho nên không muốn gây thêm rắc rối Minh Diệp gật đầu nói, đương nhiên, nếu dễ dàng thì sao Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Hy lại muốn liên thủ với nhau? Lâm Huynh, không có hứng thú à, với bảo khí trong tay ngươi, hẳn là có cơ hội tranh giành một phen đấy. Lâm Nhất có hơi kinh ngạc, hắn nhanh chóng đoán ra điều gì đó, bèn nhìn về phía Minh Diệp, cười nói, xem ra mục đích thật sự của Minh Huynh chính là mộ cung. Thời điểm thanh dương giới còn chưa mở ra, lúc nhìn thấy Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y, vẻ mặt của Minh Diệp đã có gì đó không đúng đến lúc này cơ bản có thể xác định mục đích thật sự của minh diệp vừa khéo giống với hai đại tông môn đó chính là muốn xông vào mộ cung quả thật không gì có thể gạt được lâm huynh minh diệp cười khổ đáp nếu ma khí trong khu mộ vẫn còn hẳn là ta còn có chút cơ hội giờ thì đành phải xem náo nhiệt mà thôi xem ra minh diệp có chuẩn bị sẵn bảo bối để đối phó với ma khí lâm nhất mỉm cười không tiếp lời Suy cho cùng thì chuyện ma khí trong khu mộ tan hết có liên quan rất lớn đến hắn, nếu để Minh Diệp nhìn ra đầu mối e là không tốt cho lắm. Bọn họ đã ra tay. Ngước nhìn đằng xa, rốt cuộc Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y cũng đã thỏa thuận xong xuôi, đệ tử của hai tông ùn ùn tấn công về phía cuối quảng trường. Chương 362: Quyết đoán. Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y bắt tay nhau rồi. Chẳng lẽ ở chỗ sâu cái nơi mai táng người chết này còn có kỳ ngộ gì? nơi mai táng này thì chúng ta còn chưa tới, hai tông môn lớn đã quét gần như sạch sẽ rồi, mà họ phát hiện ra gì thì chúng ta cũng không biết. Đi xem một chút, dù là Bạch Lê Hiên luôn sắc bén tùy ý, làm việc phô trương hay tư tuyết y thành thật nội liếm, hành động của họ luôn được mọi người chú ý. Hai người hợp tác với nhau lập tức thu hút sự chú ý. Trên tế đàn thông thiên của quảng trường truyền đạo cũng chỉ có 18 đài sen nên mọi người thu hoạch cũng chỉ hữu hạn mà thôi. Thêm nữa là lúc này, mọi người cũng cảm giác một cách rõ ràng rằng sự nguy hiểm của nơi mai táng này đã giảm xuống rất nhiều. Ma khí đáng sợ kinh người trước đó đã mỏng manh đến mức họ có thể làm lơ rồi, điều này càng khiến mọi người tò mò về chỗ sâu bên trong kia. Vèo vèo vèo. Nhất thời, đám võ giả tiên thiên trên quảng trường ào qua như thủy triều. Vừa rồi khoảng sân rộng còn có một đám người chen trúc, tức khắc trở nên trống trải. Mấy người theo sát sau lưng hai tông môn, tiến vào chỗ sâu kia. Ánh mắt Minh Diệp lấp lóe, trong lòng không kiềm chế nổi. Hết cả buổi rồi hắn ta mới lên tiếng lần nữa, Lâm huynh đệ, người không muốn vào xem thật à. Hắn ta vẫn khá mong đợi là có thể đồng hành với Lâm nhất, ít nhất thì cũng có thêm một tầng bảo vệ an toàn. Bên ngoài nơi mai táng này, hắn ta đã được chăm sóc rất nhiều nên có thể cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của Lâm nhất. Lâm nhất liếc Minh Diệp một cái, thản nhiên nói, Minh huynh, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra Bạch Lê Hiên này đang cố ý đi chung với tư tuyết y trước mặt mọi người. Minh Diệp hơi sửng sốt, hắn ta lập tức thở dài, tất nhiên là ta nhìn ra, nhưng ta cũng chỉ cho là hắn đang tìm đá kê chân thôi. Nếu Bạch Lê Hiên thực sự có thể đảm bảo bản thân xông được vào mộ cung thì chắc chắn sẽ không mong có nhiều người theo sau lưng ăn hôi như vậy. Ít nhất thì hắn ta cũng sẽ tìm một nơi vắng vẻ để hợp tác với tư tuyết y sau khi ra khỏi quảng trường truyền đạo. Hành động lộ liễu như vậy hiển nhiên là đang cố ý, đơn giản là chỉ muốn vài tên chết thay thôi. Lâm Nhất khẽ thở dài, vậy tiếp nhé, với thực lực Bạch Lê Hiên, hắn ta còn dùng mấy trò vặt này thì ta đoán rằng trong mộ cung có nguy hiểm, rất có thể là nó còn đáng sợ hơn cả sự tưởng tượng của ngươi. Dù hai người chưa thấy Bạch Lê Hiên ra tay nhưng hắn ta có thể lưu lại kiếm khí trong cơ thể yêu thú để làm bị thương đối thủ. Thủ đoạn cỡ đó đáng sợ cỡ nào thì càng không cần phải nói sắc mặt Minh Diệp trầm xuống, lời của Lâm Nhất nói thật sự đã làm hắn ta cảm thấy căng thẳng. Lâm huynh đệ, đừng nói người định đấu một trận với Bạch Lê Hiên thật nhé, Minh Diệp nhìn Lâm Nhất, chưa từ bỏ ý định mà hỏi một câu. Lâm Nhất trầm ngâm, kiếm ý trên người hắn ta, người không cảm nhận được thì ta không thể nào giải thích rõ ràng cho người hiểu. Nếu không cần thiết thì không nên đắc tội quá sâu với loại người này. Từ chối giao kinh thư cũng xem như đã đắc tội đối phương rồi. Nói đến cùng, nếu không đến tình trạng không chết không ngừng, Bạch Lê Hiên sẽ không ra tay với hắn. Nhưng nếu đụng tới kho tàng trong mộ cung, chuyện này thì khó mà nói. Ta cáo từ trước. Lâm Nhất biết Minh Diệp sẽ không ngừng tay nên hắn chắp tay cáo từ trước. Nhìn theo bóng lưng Lâm Nhất đi xa, vẻ mặt Minh Diệp có chút âm u giống như khó giỏ. Thằng nhóc này đúng là quyết đoán, không tham lam, không liều lính, có sự sắc bén, biết nhẫn nhịn. Thiếu chủ, người định làm thế nào? ông lão áo xám khẽ thở dài, trong lời nói về Lâm Nhất có chút kính trọng. Minh Diệp trầm giọng, ta không giống hắn là có được kỳ ngộ lớn như thế ở tế đàn thông thiên, giờ mà từ bỏ, chẳng lẽ muốn ta chờ thêm 10 năm à? Nửa canh giờ sau, ma khí mỏng manh bao phủ nơi mai táng người chết. Vừa ra khỏi quảng trường truyền đạo, Lâm Nhất đã nghe được một tiếng nổ banh trời. Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra cả quảng trường mà vẫn khiến lòng người hãi hùng sóng âm xua tan ma khí trong giây phút lâm nhất xoay thân tóc trên trán hắn tung bay ngay sau đó một tiếng thú giống như xuyên qua thời không vang lên sau đó một luồng yêu sát khí gần như ngưng tụ thành thực thể phóng thẳng lên trời lâm nhất như suy tư gì đó sau khi di chuyển vài cái hắn nhảy lên một gò núi mắt trông về nơi xa hắn có thể nhìn thấy lờ mờ một bức tượng yêu thú cổ xưa đang nhanh chóng chóc ra yêu sát khí khủng khiếp bắt nguồn từ trên bức tượng kia còn có thể nhìn thấy vài bóng người lờ mờ chung quanh khoảng cách như thế đã là cực hạn đối với lâm nhất dù hắn mở nhãn khiếu chỉ con yêu thú viễn cổ này thôi không biết phải chết bao nhiêu người mà hình như không phải chỉ có mỗi bức tượng yêu thú này lâm nhất thu ánh mắt hơi thở dài nghĩ tới mấy bức tượng điêu khắc bằng đá kia đó đều là thủ đoạn quỷ thần khó lường của tông môn viễn cổ trực tiếp phong ấn yêu thú viễn cổ vào trong mộ cung để thủ vệ vèo Lâm Nhất nhẹ nhàng nhảy lên thì cũng dễ dàng nhảy xuống. Yêu thú viễn cổ đáng sợ cỡ nào thì cũng chẳng phải điều mà hắn nên quan tâm, có Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y đối phó rồi. Hiện tại, hắn chỉ cần nhàn nhã ổn định rời khỏi nơi mai táng này là được. Còn về bảo tàng trong mộ cung, Lâm Nhất không tin có ai mang ra được. Âm ầm, chưa đi được mấy bước, phía sau hắn lại truyền ra tiếng nổ kinh trời, còn có từng tiếng giống giận của yêu thú hết đợt này tới đợt khác. Đã đánh nhau rồi sao? Chương 363, cáo già. Hai người kia đúng là quyết đoán. Hắn đúng là đã quá xem thường thực lực tứ đại tông môn rồi, hiển nhiên là Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y đã trực tiếp ra tay mà không chút do dự. Nghĩ tới những át chủ bài mà họ chuẩn bị trước, hiển nhiên đã lên kế hoạch từ lâu. Lâm Nhất cũng không ngoái đầu nhìn, lao thẳng về phía trước, nửa nén hương sau, hắn đã ra khỏi nơi mai táng kia. Còn chưa kịp đứng vững trên đỉnh đầu hắn có một bóng đen khổng lồ vụt qua. Bùm, bầu trời đổ mưa máu. Trời ơi, thứ quái quỷ gì thế? Là yêu thú, chạy mau. Bên ngoài nơi này còn có một đám võ giả tiên thiên thực lực thấp kém tụ tập. Tu vi của đám người này chỉ dao động từ tam khiếu tới tứ khiếu, không thể nào ngăn chặn sự xâm nhập của ma khí, chỉ có thể ở bên ngoài chờ thời. Mà lúc này đột nhiên nhìn thấy cảnh đó, họ sợ tới điếng người rồi co giò chạy lâm nhất ngẩng đầu nhìn thì đúng là có một con yêu thú kích thước khổng lồ đang dùng hai cánh chạy trốn thục mạng mưa máu chính là máu tươi từ trên vết thương của nó giải ra xeo xeo máu tươi nhỏ xuống mất đất lập tức bốc lên khói độc vang lên tiếng thiêu đốt sắc mặt lâm nhất thay đổi yêu thú viễn cổ hiển nhiên là đã chạy ra được mộ cung chẳng lẽ dẫn một đám kẻ chết thay vào nên cửa mộ cung đã bị bạch lê hiên mở được rồi nghiêm túc quan sát thì trên bầu trời có vài con yêu thú viễn cổ hình điểu sư mang theo mấy vết chém sắc bén, nhìn mà hãi hùng. Nó đã bị thương nặng nhưng yêu sát khí vẫn kinh khủng như trước. Chỉ một đống máu yêu thú khi nó bay qua thôi cũng làm tổn thương nhiều võ giả tiên thiên rồi. Bùm! Khi Lâm Nhất đang cảm thán thì con điểu sư viễn cổ rớt xuống mặt đất, tiếng động ầm ý, đất rung núi chuyển, bụi bay đầy trời. Vèo vèo vèo! Có ba bóng người đuổi theo sát phía sau, nhào vào trong đống bụi mịt mù hai mắt lâm nhất nhắm lại hắn trầm ngầm đây chẳng phải ba tên tán tu bán bộ huyền quan đã chiếm đài sen trước đó sao ba ông già hứng chịu tiếng mắng mỏ của mọi người mặt dày mày dạn chiếm lấy đài sen cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì còn tạo trò cười cho người khác họ không theo bạch lê hiên xông vào mộ cung mà lại để ý con yêu thú viễn cổ này thú vị nha lâm nhất cong môi như nghĩ ra gì đó hắn lặng lẽ đi theo chật chật, xem ra con súc sinh này sắp tắt thở rồi. Thủ đoạn của lăng tiêu kiếm các và ma nguyệt sơn trang đúng là đáng sợ. Sau khi kết trận lại bùng nổ thực lực tương đương cường giả huyền võ, ngay cả con yêu thú viễn cổ này cũng không chịu nổi rồi. Một đám ngu, còn ảo tưởng cướp được bảo tàng từ trong tay Bạch Lê Hiên, tất cả đều theo vào trong mộ cung. Chỉ con yêu thú giữ cửa thôi mà đã kinh khủng như thế, trong mộ cung chắc chắn còn khủng khiếp hơn. Đúng vậy, vẫn nên yên phận lấy yêu đan của mấy con yêu thú viễn cổ này thôi, yên ổn có lời không lỗ. Ha ha, đây chính là yêu đan viễn cổ thuần chủng nha. Bóng ba ông già hiện ra từ trong bụi mù, trong ánh mắt nhìn con yêu thú khổng lồ ngã trên đất tràn đầy sự tham lam. Trong lời nói của họ, âm mưu của ba con cáo giả đã lộ ra hoàn toàn. Bốp bốp bốp, lâm nhất đang núp không nhịn được mà phải vỗ tay tán thưởng mấy kẻ gian xảo. Ai, con rùa rụt đầu nào trốn trong bóng tối, mau ăn ra đây cho lão phụ, nếu không đừng trách lão phu không khách sáo. Tiếng vỗ tay đột ngột vang lên khiến mấy tên tán tu bán bộ huyền quan giật mình nhảy cẫng lên. Nhưng mấy lão quỷ này đều liếc nhìn nhau rồi bình tĩnh lại. Vừa lớn tiếng đe dọa vừa tìm kiếm chung quanh, trong mắt tích tụ sát khí, trông hung hiểm mà cẩn trọng vô cùng. Không cần tìm, lâm nhất đây, chắc các vị tiền bối đều biết. Lâm nhất thản nhiên bước ra từ chỗ tối, hắn mỉm cười khẽ chào ta còn tưởng là ai hóa ra là lâm nhất tiểu huynh đệ ba ông già vừa thấy là lâm nhất thì tức khắc thở phào trong mắt hiện lên tia nghiền ngấm trên người tên nhóc này có công pháp huyền cấp họ quan sát lâm nhất từ trên xuống dưới sự tham lam trong mắt đã không còn che giấu nếu làm thịt luôn thằng nhóc này thì họ sẽ đạt được nhiều hơn cả yêu đan viễn cổ thực lực của các tiền bối có sánh bằng vương đỗ không ba lão già còn chưa kịp bộc lộ bản chất thì lâm nhất đột ngột hỏi ra một câu không mấy liên quan một kẻ trong đó do dự một chút rồi đáp vương đỗ là cao thủ bán bộ huyền quan của vương gia tán tu chúng ta tất nhiên không thể sánh bằng vậy còn có bảo khí trong tay không danh con người muốn nói gì đây nếu mấy người chúng ta có bảo khí thì sao phải e ngại bạch lê hiên vậy có quyết tâm liều chết không không cần phải hỏi nếu có quyết tâm liều chết thì họ đã theo vào mộ cung chứ không chạy tới nơi này đâu. Nếu không có gì cả, nhìn thấy ta sao không cút, còn dám có mưu đồ với ta. Sắc mặt Lâm Nhất trầm xuống, sát khí trên người tỏa ra, lệnh bài ô quang bật lên trong lòng bàn tay hắn. Ba tán tu bán bộ Huyền Quan kia nhíu mày, mắt nhìn lệnh bài ô quang mà lòng hoảng hốt. Bảo khí, là bảo khí chứa dựng chấp niệm viễn cổ cực mạnh. Đến lúc này họ đã hiểu vì sao Lâm Nhất lại mở miệng hỏi họ mấy câu đó. Ba lão già này còn định làm thịt Lâm Nhất vì đối phương trẻ tuổi, tu vi thấp mà quên mất trước đó, vương đỗ cũng có mưu đổ với hắn đã bị thất nặng nề. Dưới sự nhắc nhở đầy thiện trí của Lâm Nhất, sắc mặt ba lão già trở nên khó nhìn, e là yêu đan viễn cổ này không thể nào tới tay họ rồi. chương 364, đột nhiên xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt, trong làn bụi cuồn cuộn, những võ giả tiên thiên rơi xuống phía con yêu thú viễn cổ càng ngày càng đông. Dù sao thì những nơi mà con yêu thú này đi qua trước đây đều có mưa máu, động tĩnh nó gây ra thật sự rất lớn. Không muốn khiến người khác chú ý cũng khó. Tiếng bước chân từ xa đến gần, vẻ mặt của ba lão giả tán tu bán bộ huyền quang trở nên khó nhìn hơn một chút. Chốc chốc họ lại nhìn yêu thú, chốc chốc lại nhìn lâm nhất. Bộ dạng đó cực kỳ dối rắm trên mặt đều hiện ra vẻ tham lam và nhát gan, rụt rè. Lâm nhất như cười mà không phải cười nhìn đối phương, vẻ mặt thoải mái, động thủ không sốt ruột chút nào. Viên yêu đan này nhường cho Lâm huynh đệ vậy, chúng ta đi trước. Ba lão già cân nhắc trong lòng rất nhiều, cuối cùng quyết định từ bỏ, nghiến răng nghiến lợi rút lui. Cuối cùng, trước khi đám người chạy đến thì có có vài lão quỷ ảo não che khuôn mặt rồi bỏ đi. Lâm nhất cũng không ngạc nhiên lắm với kết quả này ba lão già ham sống sợ chết chắc chắn sẽ không liều mạng với hắn vì con yêu thú viễn cổ này trước đó hắn dùng lệnh bài ô quang một mình đối đầu với cả cao thủ của vương gia khiến cho đối phương không thể không phục huống chi là ba lão già này chỉ là tán tu bình thường không thể so sánh với bán bộ huyền quang như vương bác xui xẻo mỡ dâng đến miệng mèo còn rớt sớm biết thế ta đã vào mộ cung để thử vận may rồi mau đi thôi đừng để tên khốn kia nghe được thủ đoạn của tên nhóc đó rất hung ác. Trong trận chiến tranh giành đài sen, Lâm Nhất có thể gọi là đạp trên núi thây biển máu, cương quyết dành cho mình một ghế. Uy danh đã có từ lâu, cho ba người là tán tu bán bộ huyền quang. Chỉ cần không muốn chết, chỉ cũng không dám đối đầu với Lâm Nhất. Coi như các người thức thời. Lâm Nhất không cười nữa, khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lệnh bài ô quang chỉ còn một cơ hội để dùng, nếu như dùng cho ba người kia thì quả thật rất đáng tiếc may mà ba người này cũng là một đám nhát gan như Lâm Nhất nghĩ. Điều duy nhất khiến hắn ngạc nhiên chính là Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y xông được vào mộ cung. Thủ đoạn của hai người đúng là có hơi đáng sợ. Dù gì cũng là tứ đại tông môn tách biệt với đại tần đế quốc, nội tình thâm hậu, thực lực vững vàng nên thực lực đệ tử bên dưới chắc chắn sẽ không yếu ớt. Khi lớp bụi dần bớt đi, võ giả tiên thiên từ khắp nơi đổ về cũng ngày càng nhiều. Không lâu sau, có người nhìn thấy Lâm Nhất bận bịu trên yêu thú viễn cổ. Là Lâm Nhất, hình như vừa rồi có ba tu tán bán bộ huyền quang đã rời đi, chẳng lẽ bị Lâm Nhất dọa sợ. Viên yêu đàn viễn cổ này có giá trị rất lớn, ba bán bộ huyền quang nói đi là đi luôn mới ghê. Những võ giả tiên tiên chạy đến vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền cảm thấy khó hiểu. Mặc dù số lượng đông, nhưng không ai dám làm gì Lâm Nhất. Mặt khác, ba tán tu bán bộ huyền quang sau khi không cam lòng rút lui liền chửi bới thằng nhóc đó cũng thật là có bảo khí trong tay sao cứ thích làm khó dễ chúng ta có bản lĩnh thì đi theo bạch lê hiên vào mộ cung đi tuổi nhỏ mà lại xảo quyệt như vậy đừng nói nữa mau đi thôi chắc có hai yêu thú viễn cổ thế nên đừng có gây ra chuyện gì nữa yêu đàn chắc chắn bị lâm nhất chiếm rồi là ai thì cũng sẽ khó chịu thôi ba lão già vừa đi vừa mắng nhưng bước chân lại không hề dừng lại. Hồng hộc, đúng lúc đó, một bóng người màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Ba lão già ngạc nhiên, linh nguyên trong cơ thể đồng thời cũng dâng trào, vô cùng cẩn thận nhìn về phía trước. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước, một thiếu nữ mặc váy đỏ, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, lộ ra vài vết ửng hồng có vẻ ốm yếu, khóe miệng chảy ra vệt máu, vết thương không hề nhẹ, khiến thiếu nữ lộ ra dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Thiếu nữ đeo một cây sáo trên eo, tay phải cầm một chiếc quạt gấp cán dài màu đỏ. Chiếc quạt này khác với những chiếc quạt khác ở chỗ nan quạt rất mảnh mai, dài bằng nửa cánh tay con gái, hơn nữa chỉ có 9 cái nan quạt. Dù mở rộng ra hết cỡ thì cũng không lớn bằng một nửa chiếc quạt bình thường, khá hiếm thấy. Ba lão già nhìn nhau, khuôn mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, hình như ba lão đều gặp thiếu nữ áo đỏ này ở đâu rồi. Khí chất như vậy, nếu như có ấn tượng, chắc chắn sẽ không quên nhưng dường như ba người đều không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Thế nhưng có vẻ không quan trọng, vị thiếu nữ này đang bị người khác truy sát, bị thương không hề nhẹ. Trong thanh dương giới không thể bị truy sát, chỉ có một khả năng là trên người có bảo bối, mang ngọc mắc tội. Ba lão tán tu bán bộ nhìn nhau, nở nụ cười lạnh lùng. Các vị tiền bối có thể giúp tiểu nữ một chút không? Nếu như có thể thì hãy ngăn chặn kẻ địch đằng sau đang truy sát tiểu nữ. Tiểu nữ nguyện ý dâng bảo vật trong tay. Thiếu nữ áo đỏ đứng dậy, nhìn ba lão già trước mặt, trong mắt ánh lên sự vui vẻ, không chút phòng bị mà tiến tới. Ba lão già thấy cảnh này liền nở nụ cười, người cầm đầu bình tĩnh nói, cô nương thức thời như vậy thì tốt. Dựa vào thực lực của ta thì trong thanh dương giới này, chưa có ai làm gì được. Những lời này không sai, ba tán tu bán bộ Huyền Quang Liên thủ thì trong thanh dương giới này ít có ai làm gì được họ vậy bảo bối này ta xin giao cho các vị tiền bối. Thiếu nữ áo đỏ nở nụ cười ngọt ngào như gió xuân, một hạt trâu từ trong tay ném ra, hào quang óng ánh, tỏa ra linh khí khiến người khác ngạc nhiên, bay về phía ba bọn họ. chương 365, đuổi theo. Muốn chết gà. Lão già áo vàng cầm đầu chưa kịp đón lấy thì liền nghe thấy một tiếng hừ lạng vang lên trong không khí. Lão già còn chưa kịp phản ứng lại, kiếm thế uy nghiêm, ngưng tụ thành một đạo kiếm mang, dẫn theo kiếm ý vô cùng sắc nhọn giống như một tia chớp, lóe lên rồi lao vùn vụt xuống. Xoẹt! Lão già cầm đầu cố hết sức chống cự, nhưng bị thanh kiếm này đánh bay, khiến lão ngã xuống đất nôn ra máu. Bạch Lê Hiên! Ba lão tán tu bán bộ huyền quang nhìn thấy người xuất kiếm liền sợ hãi đến mức tái mặt. Sức mạnh của tên Bạch Lê Hiên này đã đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Nửa năm trước, hắn ta có thể đột phá huyền quan rồi, chẳng qua là đang tích lũy kinh nghiệm ở cảnh giới tiên thiên mà thôi. Những bán bộ huyền quang bình thường trong tay hắn ta hoàn toàn không phải đối thủ. Hơn nữa hắn ta đã lĩnh ngộ hoàn toàn kiếm ý, dù là cường giả cảnh giới huyền võ cũng không dám nói là mình chắc chắn sẽ thắng hắn ta. Lạch cạch lạch cạch, hạt châu rơi trên mặt đất, ánh sáng tiêu tán, chỉ là một viên linh châu cực kỳ bình thường. Xoạt xoạt xoạt, hơn chục đệ tử của lăng tiêu kiếm các ngã trên mặt đất, một người nhặt hạt châu lên, nhẹ giọng nói sư huynh là giả yêu nữ lại chạy mất rồi yêu nữ này quỷ kế đa đoan bạch lê hiên mặt không cảm xúc lạnh lùng nói ả chúng một trưởng của tư thuyết y ta không tin ả có thể đi được xa vừa dứt lời hắn ta liền hung tợn chừng mắt nhìn ba tán tu kia khiến cho hai người còn lại run lẩy bẩy thật đúng là không biết sống chết cái gì cũng dám nhận bạch lê hiên lạnh lùng mắng một câu không thèm quan tâm đến hai người này đưa các đệ tử lăng tiêu kiếm các bay lên rồi đuổi theo hướng mà thiếu nữ áo đỏ rời đi. Hai lão già còn lại vội vàng tiến lên, đỡ lấy lão già áo vàng bị trúng kiếm trọng thương dậy. Lão già áo vàng sắc mặt tái mét, trên ngực có vết thương, nhìn mà thấy đau lòng, không ngừng chảy máu. Bị lừa rồi, lão già áo vàng tức đến hộp máu. Không ngờ, một cô nương nhỏ bé lại mưu mô như vậy, hại lão ta tự dưng bị bạch lê hiên chém một nhát. Hồng hộc hồng hộc, trên bầu trời lại có một đám người triển khai thân pháp điên cuồng đuổi về phía trước tên cầm đầu lại chính là tư tuyết y vẻ mặt lạnh lùng ầm 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 càng nhiều cường giả tiên thiên cưỡi dị thú điên cuồng đuổi theo trên mặt đất đó là đám người xông vào mộ cung sao lại quay lại hết thế chẳng lẽ nhà đầu kia lừa bạch lê hiên và tư tuyết y trong mộ cung vừa nghĩ đến đây vẻ mặt của ba lão già liền thay đổi cảm thấy lạnh sống lưng Thiếu nữ áo đỏ này chắc chắn cướp đoạt kho tàng truyền thừa trong mộ cung, khiến cho Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Hy Hao tổn tâm sức đều thất bại trong gang tấc. Nhưng với thương thế của cô gái đó, chắc là không đi được xa đâu. Đi theo xem nào. Sau khi bận rộn một lúc lâu, Lâm Nhất cuối cùng cũng lấy ra một viên yêu đan đáng sợ kia, nó tỏa ra huyết quang nồng đậm. Huyết quang giống như pháo hoa, cực kỳ lạnh lẽo, ẩn chứa huyết mạch yêu thú viễn cổ cực kỳ thuần túy. Đồ tốt lâm nhất vừa nhìn thì mắt đã phát sáng viên nội đan trước mắt này tốt hơn một chút so với viên yêu đan tử điện ma long viên trước đây mà hắn hấp thu luyện hóa lâm nhất lấy hộp gấm ra cất viên yêu đan thật kỹ dù là dùng cho mục đích cá nhân hay là để cho huyết long mã thì viên yêu đan này cũng được coi là một vật quý hiếm lâm nhất vững vàng nhảy xuống từ xác con yêu thú viễn cổ có kích thước bằng một ngọn đồi biểu cảm trên mặt vô cùng vui sướng lần này đến thanh dương giới Vận may không tệ, đầu tiên là Tử Diên kiếm quyết và đạn chỉ thần kiếm, lại còn tỏa sáng trong tế đàn thông thiên. Thu hoạch được một trang kinh thư. Về phần Mộ cung, hắn cũng không muốn tới đó, ai biết có đạt được viên yêu đan viễn cổ nào không. Chuyến hành trình đến Thanh Dương giới kết thúc bằng viên yêu đan này, xem ra cũng không tệ. Ken ken. Đúng lúc đó, Lâm Nhất khẽ nhíu mày, hắn nhạy bén cảm nhận được kiếm thế đáng sợ trên không trung. Lăng Tiêu kiếm các trong thanh dương giới, ngoại trừ đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các thì không còn ai có thể tỏa ra kiếm thế đáng sợ như vậy. Lâm Nhất lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy đám đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các đang bao vây tấn công thiếu nữ áo đỏ. Đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng không đơn giản, thực lực vô cùng cường đại. Chỉ sợ chọn đại bất kỳ người nào thì cũng có được thực lực tương đương tiên thiên thất khiếu bên ngoài, sức chiến đấu mạnh hơn nhiều. Nhưng thiếu nữ kia lại một mình chống lại tất cả dựa vào chiếc quạt gấp trong tay là đã có thể chiến đấu ngang ngửa với bọn họ. Là co ta. Khi Lâm Nhất nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia, vẻ mặt hơi thay đổi. Thiếu nữ áo đỏ này chính là người thổi sáo bên bờ sông hôm đó, dùng tiếng sáo giúp hắn nắm được kiếm ý của cô gái bí ẩn. Trước khi thanh dương giới mở ra, hắn còn từng nhìn thấy đối phương ở bên ngoài, bóng dáng của cô ta thoáng qua. Sau vài lần thăng trầm, hắn đã quên mất chuyện đó, không ngờ đến bây giờ lại gặp được cô ta không ổn cô ta bị thương mấy chục thanh trường kiếm xếp chồng lên nhau đè mạnh xuống kiếm thế kinh khủng giống như dãy núi non trùng điệp hất thiếu nư áo đỏ ngã xuống mặt đất bùm thiếu nư áo đỏ vừa rơi xuống mặt đất đã nghe thấy một tiếng kiếm vang lên vang vọng cả đất trời kiếm âm như sấm đinh tai nhức óc lâm nhất nhìn sang thì thấy bạch lê hiên mặc áo trắng mang vẻ mặt lạnh lùng bay lên không trung Kiếm khí ngút trời đâm thẳng xuống. Tiếng xé gió chói tai, tạo nên từng đợt tiếng nổ vang và mấy cơn gió mạnh. Một nhát kiếm này vừa nhanh vừa mạnh. Bạch Lê Hiên vốn không định tha cho thiếu nữ áo đỏ một con đường sống, kiếm ý liều lĩnh, hào quang tỏa ra bốn phía, khiến cho tất cả đều phải thẳng thốt. Chương 366, liều chết cứu nhau. Chiêu kiếm với tia sáng sắc lạnh khiến ai nấy cũng giật mình kinh ngạc. Kiếm ý dày đặc tràn ngập trên thân kiếm có cảm giác như có thể xé toạc hư không, nhất quyết không lùi bước. Trước chiêu kiếm đó, gần như rất nhiều võ giả tiên thiên đang đứng trên mặt đất đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Đấy là khí thế cực lớn được tạo ra bởi kiếm ý, lớn mạnh và chắc chắn, tung hoành khắp bầu trời. Dù đã sớm biết thực lực của Bạch Lê Hiên rất đáng sợ nhưng họ chưa từng được chứng kiến, lần này chính thức được chứng kiến đối phương xuất chiêu có thể nói mặt lâm nhất tối sầm như than, dù cho là cao thủ bán bộ huyền quang đó của nhà họ vương thì cũng không dám đỡ kiếm này một cách trực diện. Còn về phần thiếu nữ áo đỏ bị thương khá nặng, lại còn ngã xuống đất thì càng không phải nói nữa. Xoạt, xoạt, xoạt. Lại có thêm mấy bóng người lướt qua trên không trung rồi ổn định đáp xuống trên mấy ngọn đồi gần đó, họ nhìn thấy cảnh này thì đều ngây ra. Bạch Lê Hiên đã ra tay rồi. Cuối cùng thì con yêu nữ đó cũng bị đánh ngã rồi trước đây cô ta đã khiến cho bạch lê hiên và tư tuyết y cứ phải xoay vòng vòng chứ chẳng đùa nếu không phải vì cô ta bị kết giới ở mộ cung làm bị thương thì e là sẽ càng khó đối phó hơn kiếm này cũng nặng thật bạch lê hiên không định chừa đường sống cho cô ta đây mà cả đám cao thủ tiên thiên từ mộ cung đi theo đến nhìn thiếu nữ áo đỏ đang bị ép vào đường cùng thì đều tỏ vẻ tiếc nuối rất ít người có thể ép bạch lê hiên phải làm đến mức đó phải nói là thiếu nữ áo đỏ này không hề đơn giản nhưng cuối cùng cũng bị lăng tiêu kiếm các ép đến đường cùng, cuối cùng vẫn khó tránh được cái chết. Thử hỏi trong thanh dương giới này, có ai dám tiếp kiếm đấy của Bạch Lê Hiên chứ? Không có thực lực cấp huyền võ thì không có ai dám tiếp chiêu. Vù vù vù. Nhưng chính vào lúc đó, các võ giả tiên thiên ở xung quanh đã kinh ngạc khi phát hiện ra kiếm và đao trong tay mình đã kêu lên ù ù, mất kiểm soát. Âm thanh kỳ lạ cộng với tiếng len keng không ngừng vang lên, giống như một khúc nhạc tuyệt thế được tấu lên giữa trời đất. Có chuyện gì thế? Kiếm của ta? Đáng chết, sao kiếm của ta lại không khống chế được thế này? Mọi người đều kinh ngạc, mặt mày biến sắc. Lúc họ đang thắc mắc thì thấy có một bóng người màu xanh, trên lưng mang theo hộp kiếm, phóng nhanh trên mặt đất, hướng về phía ánh sáng kiếm bá đạo của Bạch Lê Hiên. Em mờ thanh ma mị, vui tai, thánh thoát chính là âm thanh được phát ra từ trong cơ thể hắn. Khi thiếu niên điên cuồng phóng về trước thì kiếm thế trên người hắn cũng càng lúc càng mãnh liệt. Trong cơn gió lớn, tà áo bay lên, mái tóc dài cũng tung bay trong gió, khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đó toát lên vẻ dũng cảm và quật cường trước giờ chưa từng thấy. Là Lâm Nhất, tên nhóc đó muốn làm gì thế? Biên rồi sao? Tất cả mọi người đều tái mặt, không biết Lâm Nhất chạy qua đó định làm gì, lẽ nào hắn muốn tiếp kiếm của Bạch Lê Hiên sao? Xẹt, xẹt lâm nhất vẫn chưa tiến lại gần thì quần áo trên người hắn đã bị kiếm thế của bạch lê hiên chém tay tua để lại rất nhiều vết thương be bét máu bất kể là cảm thụ kiếm đạo hay là tu vi võ đạo thì hắn đều kém rất xa so với đối phương khi tiến lại gần thì mới có thể cảm nhận một cách chân thực sự đáng sợ của kiếm thế đó nếu đổi lại là người khác lỗ mãng tiến lại gần như thế thì chỉ e là chưa đi được mấy bước đã phải ngã xuống với thương tích đầy mình rồi là hắn Thiếu nữ áo đỏ ngã trên mặt đất nhìn thấy Lâm Nhất đang nhào đến thì hơi ngây ra, lúc này cô ta mới kịp phản ứng lại. Vô chi, Bạch Lê Hiên ở trên không trung nhìn xuống với ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt không cảm xúc. Theo hắn ta thấy, Lâm Nhất thật sự vô chi nên không biết sợ là gì, kiếm ý của hắn ta sẽ xé tan đối phương thành trăm mảnh. Chỉ trong tích tắc, kiếm đó đã chém đến nhanh như một tia chớp. Người kiếm hợp nhất, Lâm Nhất nghiến răng, nhún người búng lên cao ở mấy bước cuối cùng, Kiếm thế trên người đột ngột được thu lại, ngừng tụ thành thành bán bộ kiếm ý. Âm, um, hắn vừa mới đáp đất thì chiêu kiếm chém từ trên không trung xuống đó đã chiếm trọn tầm nhìn của hắn. Kiếm quang vẫn chưa đến thì kiếm ý khủng khiếp đã cuộn lên, một sức mạnh đáng sợ như muốn xé toạc cơ thể hắn. Lôi viêm chiến thể, Lâm Nhất không chút do dự, ánh sáng màu tím như ngọc bát ra khắp người hắn, hai mắt hắn sáng rực lên như lửa đỏ. Cơ thể lập tức trở nên rắn chắc hơn cát đá không ngừng bay lên, tung tóe khắp mặt đất, tiếng thân kiếm rung lên khiến mọi người phải run sợ. Chớp mắt, Lâm Nhất vẫn chưa kịp nghĩ gì nhiều thì kiếm đó đã chém đến. Nếu không đỡ được thì hắn sẽ bị đâm thủng ngay tại chỗ, chết không có chỗ chôn thây. Lúc tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chắc chắn sẽ phải chết thì hắn đột một vỗ hai tay lại, kẹp chắc thanh kiếm dài đang bay đến. Học! Trước sự chấn động của kiếm ý đáng sợ, Lâm Nhất lập tức nôn ra một ngụm máu tươi, Tiêm ý lan tràn khiến mặt đất bỗng nổ tung, những vết nứt như mạng nhện không ngừng lan rộng ra. Nhưng Lâm Nhất vẫn không lùi bước, liều chết đỡ lấy kiếm đó. "Mau đi đi." Mặt Lâm Nhất trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu tươi, hắn nói từng chữ một cách khó khăn, bảo người phụ nữ sau lưng mau chóng nhân cơ hội rời khỏi đó. "Chưa chết sao?" Bạch Lê Hiên hơi bất ngờ, rõ ràng là hắn ta không ngờ Lâm Nhất lại có thể đỡ được kiếm đó. "Có điều, hắn ta cười lạnh lùng có thể nhìn ra được, Lâm Nhất dùng cơ thể đỡ lấy kiếm đó thì đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Với lôi viêm chiến thể hoàn hảo của đối phương, có thể đỡ được kiếm của hắn ta thì cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng liệu có đỡ được kiếm thứ hai không? Rắc, rắc, lúc Bạch Lê Hiên đang chuẩn bị rút kiếm, chém thêm một kiếm nữa thì thanh kiếm trong tay đột nhiên gãy vụn thành từng mảnh, chớp mắt chỉ còn lại chuôi kiếm trần trụi. Thể đoạn kiếm lúc kiếm của đối phương bị gãy thì lâm nhất liền thấy áp lực được giảm bớt và bất giác nghĩ đến thể chất kỳ lạ của mình sư huynh tiếp kiếm trong lúc bất ngờ đến mặt mày biến sắc khi nhìn thấy cảnh đó các đệ tử khác của lăng tiêu kiếm các liền đua nhau vứt kiếm của mình ra xoạt 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 chỉ trong tích tắc những thanh kiếm sắc bén lần lượt vút qua không gian phóng đến bạch lê hiên tiện tay đón lấy cầm chắc chuôi kiếm xoay cổ tay và chém ra một kiếm kiếm ý đáng sợ lại xuất hiện, chỉ là một chiêu kiếm tùy tiện chém ra nhưng lại có uy lực có thể chém nứt cả sông núi. Lâm Nhất rất tỉnh táo, hắn dùng hai ngón tay, nhanh tay kẹp lấy đầu kiếm. Rắc, rắc, chương 367, bỏ chạy. Kiếm ý tràn ngập trên thân kiếm vẫn chưa kịp phát ra thì cả thanh kiếm lại một lần nữa gãy ra thành từng mảnh. Thanh kiếm trong tay Bạch Lê Hiên lại một lần nữa chỉ còn lại chui kiếm trần trụi, hắn ta nhất thời cảm thấy khá kỳ lạ lại lần nữa. Nhưng xung quanh hắn ta đều là kiếm được các đệ tử của lăng tiêu kiếm các quang đến, hắn ta tiện tay bắt lấy một thanh, một ánh sáng kiếm đáng sợ lại phóng đến. Lâm nhất vẫn vững vàng, hai ngón tay không ngừng vươn ra, kẹp lấy những thanh kiếm phóng đến như một con bướm đang bay lượt. Tạch, tạch, tạch. Đột nhiên, tiếng kiếm gãy vang lên khắp bốn phía, những mảnh kiếm với kiếm ý sắc bén tràn ngập, xoáy tròn và nở ra như những đóa hoa bằng sắt. Chuyện này. Có chuyện gì thế? Cảnh tượng kỳ lạ như thế cứ liên tục diễn ra, khiến ai nấy cũng mắt chữ o mồm chữ a, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thực lực của Lâm Nhất mạnh đến vậy sao? Soạt. Bạch Lê Hiên đưa tay ra bắt kiếm nhưng không bắt được gì, kiếm được đệ tử Lăng Tiêu kiếm các ném qua đã bị gãy hết toàn bộ. Cơ hội tốt. Mắt Lâm Nhất sáng lên, hắn nhân lúc đối phương đang hơi mất cảnh giác thì lập tức tiến qua gió từ rồng, mây từ hổ, mây gió hội tụ, lòng hổ sinh uy. Hắn vừa tiến qua thì mây gió liền nổi lên, khí thế trên người Lâm Nhất không ngừng điên cuồng trỗi dậy. Vẫn chưa xong. Lâm Nhất vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến về trước, bước long ngâm hổ gầm đó vừa được thi triển thì liền có ảo ảnh của một con mãnh hổ xuất hiện phía sau lưng hắn. Hắn bước thêm một bước nữa, hổ biến mất, rồng liền tức giận, ảo ảnh của mãnh hổ không còn nữa, chỉ còn lại tiếng gầm giận dữ của đằng long. Rồng hổ thay phiên nhau, thật thật giả giả, biến hóa khôn lường. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Nhất đã đi tới 9 bước, lúc hắn bước đến bước thứ 9 thì tiếng long ngâm hổ gầm cũng đồng thanh vang lên. Hình ảnh rồng bay hổ nhảy được biến ra, hiện tượng kỳ lạ với khí thế cực lớn, hai ảo ảnh của rồng và hổ xuất hiện sau lưng hắn như một ngọn núi. Lúc Lâm Nhất đặt bàn chân xuống thì cũng đồng thời đấm ra một đấm. Bạch Lê Hiên bắt hụt tay, không kịp phản ứng, chỉ đành phải xuất quyền đỡ đòn. Bụp. Hai người họ giống như hai lò lửa đang bùng cháy ngùn ngụt, đụng độ nhau như hai con mãnh thú hung dữ. Khi âm thanh kinh thiên động địa vang lên thì tàn dư sóng đáng sợ cũng đột một phát nổ. Tàn dư sóng tan biến, cảnh tượng khiến người khác không thể ngờ đến đã xảy ra, không ngờ Bạch Lê Hiên đã bị Lâm Nhất đấm một đấm bay ra xa. Sau khi hắn ta rơi xuống đất thì liên tiếp lùi về sau ba bước, mỗi một bước đều khiến mặt đất bốc bụi mịt mù, tạo thành những hố sâu có đường kính đến cả trăm mét. Bạch Lê Hiên đã lùi về sau rồi sao? Cú đấm kinh người khiến người xem phải thốt lên kinh ngạc. Sau khi Lâm Nhất xuất quyền thì hắn có cảm giác sắp kiệt sức, vốn không còn sức để đuổi theo nữa. Dù cho có còn sức thì cũng sẽ không liều mạng nữa chẳng qua đối phương chỉ bất cần để hắn nắm được cơ hội nên hắn mới có được ưu thế như vậy thôi. Nếu thêm một lần long hành hổ bộ nữa thì chưa chắc có được hiệu quả như thế. Quay lại nhìn thì chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ đó đang nhìn hắn và cười rạng rỡ ánh mắt long lanh, có vẻ rất sùng bái. Học! Lâm nhất thức đến hộp máu ngay tại chỗ, bản thân liều chết tìm cơ hội cho cô ta bỏ chạy mà cô ta lại ngu ngốc ngồi im đó. Hắn lập tức tức giận nói, cô đang làm gì thế hả? Thiếu nữ áo đỏ nói với vẻ đáng thương, không cử động được. Lúc này Lâm Nhất mới phát hiện ra, hông của cô ta chảy máu rất nhiều, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Đừng nói đến đứng dậy, chỉ cử động nhẹ thôi thì e rằng cũng đau đớn đến chết đi sống lại. Đi thôi. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, hắn kiềm chế lại cơn giận, tiến về trước không để cô gái nói thêm gì mà bế cô ta lên và chạy đi thật nhanh nhưng lúc hắn vừa mới đứng dậy thì có rất nhiều kiếm mang chém đến từ phía sau lưng hắn keng 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 rất nhiều kiếm mang chém lên hộp kiếm của sau lưng hắn tạo nên những tiếng vang giòn tan đấy là do các đệ tử khác của lăng tiêu kiếm các nhân cơ hội đua nhau ra tay may mà lôi viêm kiếm thể vẫn chưa bị phá lâm nhất không đến nỗi bị thương nặng Hắn nghiến răng, tiếp tục chạy đi. Phù phù. Sau khi Bạch Lê Hiên bình tĩnh lại, hắn ta lướt người vài cái thì đến trước mặt các đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các. Sắc mặt hắn ta tối sầm, vô cùng khó coi, hắn ta gằn giọng, "đuổi theo." Không chỉ có các đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các, các võ giả tiên thiên khác cũng ghen ghét, đuổi theo sau. Tiếng hàng ngàn bước chân vang lên, mặt đất cũng không ngừng rung chuyển. Trong Di chỉ tông môn rộng lớn có không ít công trình cao chọc trời, khi bị chấn động như thế thì đột ngột đổ sập. Nhưng không ai quan tâm đến chuyện đó, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về bóng người màu xanh phía trước mặt, bám sát không tha. Lâm Nhất quay đầu lại nhìn thì lập tức giật mình đến mặt mày biến sắc, hàng ngàn, hàng vạn người đang đuổi theo phía sau, bụi bay ngập trời. Bụi cuồn cuộn như rồng, rất nhiều võ giả tiên thiên thấp thoáng bên trong chỉ cần nhìn cảnh tượng đó một lần thôi thì cũng đủ khiến người ta phải sợ đến bủn rủn tay chân. sốt cuộc cô đã cướp đi thứ gì? Lâm nhất bất lực hỏi. He he, chỉ là một bảo vật trong mộ cung thôi, thiếu nữ áo đỏ ôm lấy cổ Lâm nhất, khẽ cười và nói. Còn cười được nữa à? Lâm nhất nở nụ cười chua chát, trận đánh lúc nãy đã khiến hắn tiêu hao rất nhiều sức lực, nếu như không có gì bất ngờ thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đám người phía sau đuổi kịp, truy binh với quy mô lớn như thế, dù cho có dùng lệnh bài ánh sáng đen thì cũng không có tác dụng. Âm ầm. Nhưng chính vào lúc đó, đột nhiên phía trước có tiếng vó ngựa chói tai vang lên, mặt đất cũng rung chuyển bởi những vó ngựa đó. Một đoàn ngựa hoang dài bất tận toát lên khí tức của yêu thú viễn cổ xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn kỹ thì thấy, không ngờ dẫn đầu lại là huyết long mã đã lâu không gặp. Trước khi hắn đặt chân đến di chỉ tông môn, lúc đó Tiểu Hồng đang ở cùng với đám ngựa hoang, lúc đó hắn cũng không để ý, không ngờ đến thời khắc quan trọng thì nó lại xuất hiện. Được cứu rồi. Lâm Nhất vui mừng, lập tức chạy nhanh hơn. chương 368, U ảnh kiếm. Huyết Long mã dẫn theo cả một đàn liệt mã, cuồn cuộn bụi bay đầy trời, oai phong hùng dũng kéo tới. Bất cứ yêu thú nào trong thanh dương giới đều có huyết mạch cổ xưa, đàn liệt mã đang phi nhanh tới này cũng không ngoại lệ. Âm âm âm, hàng ngàn con liệt mã một giây trước còn ở cuối tầm nhìn, trước mắt đã lao về phía lâm nhất. Trong màn bụi trần cuồn cuộn, hàng ngàn con tuấn mã khí huyết sôi trào, sao động không ngớt, phẳng nhất như có thể san bằng núi cao biển lớn vậy. Giống, tiếng giống gầm khiến máu huyết người ta bành trướng, khí huyết không yên, tim đập thình thịch. Dưới dạng tình huống này, cho dù có bay lên không trung cũng e sẽ bị đàn liệt mã này ngang ngược gào thét mà rơi xuống căn cơ chỉ hơi không ổn định sẽ bị chấn cho khí huyết đảo nghịch, linh nguyên hỗn loạn ngay tại chỗ. Lâm Nhất nhắm hai mắt lại, không dám nhìn qua. Xôn sao? Huyết long mã giống lên vài tiếng, cả đàn ngựa lập tức bao phủ lấy hắn, lướt thoáng qua người hắn. Giống như những bia đá dựng đứng lên, Lâm Nhất không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Đợi đến khi hắn mở hai mắt ra, tim đập thình thịch liên hồi, bên tai vẫn còn tiếng vó ngựa ong ong. Quay đầu lại nhìn, đám cường giả tiên thiên truy sát không tha đó rõ ràng đang vô cùng chấn động. Bùm! Vì chạy như điên nên không ít người lúc này bị hất bay, ngay sau đó bị dẫm thành thịt nát xương tan. Cộc cộc cộc! Tuấn mã có huyết mạch viễn cổ, vó ngựa dẫm xuống đâu chỉ vạn cân, một khi bị đánh bay sẽ rơi vào hỗn loạn, e rằng sẽ mất mạng trong nháy mắt. Nhất thời, âm thanh kinh hoàng không dứt bên tai. Đàn ngựa này điên rồi, mau rút nhanh. Chân của ta, chân của ta gãy rồi. Đáng chết, rốt cuộc chúng từ đâu chui ra vậy? Đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng tỏ ra hoảng loạn không thôi, trong lúc hỗn loạn chỉ biết cố gắng bảo vệ chính mình. Đệ tử Lăng Tiêu Kiếm Các ở đâu? Bạch Lê Hiên thản nhiên gào lên một câu, trong tay hắn ra nở ra một đoàn quang mang như u tuyền, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đầy vẻ cổ xưa, hàn quang bốn phía. U Ảnh Kiếm. Hắn ta đã tế ra võ hồn rồi. Võ hồn chính là thủ đoạn cuối cùng của võ giả. Không đến khoảnh khắc cuối cùng thì không ai tế ra cả. Ai có thể ngờ được, trong Thanh Dương giới này, Bạch Lê Hiên gần như vô địch lại phải tế ra võ hồn của mình. Có. Xuất ra một kiếm, đệ tử Lăng Tiêu kiếm các lập tức phá không lao đến, lần lượt đến bên cạnh Bạch Lê Hiên. Kết trận. Thản nhiên nhả ra hai chữ, vẻ mặt Bạch Lê Hiên không chút cảm xúc, kiếm thế trên người hơn 10 đệ tử Lăng Tiêu kiếm các ầm ầm liên kết với nhau từ xa nhìn lại giống như một đạo u quang bắn lên trên từ trong đàn ngựa. Thình thịch, quang ảnh trùng điệp, kiếm quang dao động, từng con tuấn mã bị chảm tứ phân ngũ liệt ngay tại trận. Sau nửa tuần hương, hơn 10 người dưới sự dẫn dắt của Bạch Lê Hiên đã giết được ra ngoài. Chỉ là phóng mắt nhìn lại, làm gì còn bóng dáng của Lâm Nhất và nữ tử áo đỏ nữa, sớm đã mất tâm mất tích rồi. Đáng ghét, để hai người đó chạy mất rồi. Sư huynh, không tìm thấy người nữa khổ sở giết ra ngoài lại có kết quả như vậy vẻ mặt đám người đều toát lên sự không cam lòng có thấy tư tuyết y không bạch lê hiên nhìn xung quanh đột nhiên hỏi không thấy lúc sư huynh và tên tiểu tử đó giao thủ hắn ta không biết đã chạy đi đâu rồi hừ tên này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì bạch lê hiên hừ lạnh một tiếng nếu như lúc đó đối phương cũng ra tay thì lâm nhất căn bản không có cơ hội cứu ả yêu nữ đó đi trên cánh đồng hoang vô tính nghịch. Lâm Nhất mệt đến mức gần hạ đường huyết, hắn nhìn xung quanh không một bóng người mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ an toàn rồi. Cúi xuống nhìn thiếu nữ trong lòng, vừa đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt đen láy như bảo thạch của đối phương sâu thẳm như sao trời vậy, dường như có ma lực khiến người khác bị hút vào. Ở khoảng cách gần như thế này, Lâm Nhất đỏ mặt, ngẩng đầu lên nói, cô có thể tự mình đi rồi. Ta rất nặng sao? Ai biết được nữ tử áo đỏ lại tỏ ra tuổi thân nhìn Lâm Nhất Giọng nói hơi chút hờn dỗi, bộ dạng khiến cho người ta không đành lòng. Lâm Nhất ngượng ngùng cười nói, "Không phải ta." Phốc, còn chưa nói xong, khóe miệng Lâm Nhất đã trào ra vết máu, cơ thể trở nên hơi lảo đảo lắc lư. Nữ tử áo đỏ biến sắc, buông hai tay ôm cổ hắn ra rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Lâm Nhất quỳ một gối xuống đất, sắc mặt hơi tái đi, có vẻ thở khó nhọc nữ tử áo tỏ quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra bên dưới hộp kiếm sau lưng lâm nhất đều là vết thương do kiếm chém máu tươi và áo của hắn đã dính vào nhau thấm sâu vào trong máu thịt nhìn trông vô cùng ghê người nữ tử lập tức thu lại vẻ trêu đùa trên gương mặt sau khi kiểm tra một lượt liền lấy tay che miệng có vẻ vô cùng kinh ngạc người vốn đã có thương tích trên người lúc tranh đoạt đài sen trước đó lâm nhất trông có vẻ vô địch nháy mắt đã dùng đạn chỉ thần kiếm và lôi âm kiếm pháp đại sát tứ phương. Chương 369, Lâm công tử, người đúng là người nào cũng dám cứu nhỉ. Nhưng trên thực tế, hơn trăm tên tán tu cực kỳ hung ác đó cùng lên một lúc sao có thể không để lại vết tích nào trên người Lâm nhất chứ? Chỉ là lúc đó, hắn căn bản đã quá bất chấp. Trước mắt quần chúng, một khi tỏ ra yếu ớt lập tức sẽ càng gặp phải phản kích khủng bố hơn. Những vết nội thương này vốn không có gì với thân thể cường hãn của hắn chỉ cần không gặp đại chiến thì có thể tự khôi phục. Ai biết được lại đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đỏ, làm loại tiết tấu của hắn chứ? Khiến Lâm Nhất chuẩn bị yên tâm rời khỏi Thanh Dương giới lại lần nữa gặp sóng gió, còn đối đầu với Lăng Tiêu Kiếm Các. Lâm Nhất không trả lời, nhắm mắt lại xếp bằng ngồi xuống. Viêm Lôi Chiến thể được hắn vận chuyển đến cực hạn, trên người tản phát ra ánh sáng ngọc tử sắc nồng đậm, tựa như khói tím mờ ảo. Thương thế có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang nhanh chóng hồi phục, đến khi Lâm Nhất mở hai mắt ra, thần sắc rõ ràng đã hồng hào hơn nhiều. "Không sao rồi." Lâm Nhất mỉm cười, ra hiệu đối phương không cần lo lắng. Còn chưa kịp khép miệng, nữ tử áo đỏ mỉm cười, nhét một viên đan dược vào trong miệng hắn, "Ha ha, như vậy mới không sao. Ngươi cũng không phải là những người tu luyện ma công, cưỡng ép cơ thể hồi phục thương thế có thể để lại hậu họa đó." Lâm Nhất hơi sững người, đột nhiên được nhét cho viên đan dược không rõ ràng nên không dám nuốt xuống muốn ta bón cho ngươi mới chịu nuốt xuống sao nữ tử áo đỏ nhớn mày nói rồi thật sự tiến sát tới dọa cho lâm nhất vội vàng đứng lên nuốt viên đan dược xuống chợt một cỗ hàn ý từ trong cơ thể tan ra vô thành vô tức thẩm thấu vào tứ chi bách hài tại sao ngươi lại cứu ta nữ tử quay sang đến trước mặt hắn mở to đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía lâm nhất Lâm Nhất có chút không dám nhìn thẳng vào mặt đối phương, luôn cảm thấy có gì đó là lạ, bất giác khiến người ta miên man bất định, có chút kỳ quặc. Tại sao lại muốn cứu đối phương? Khi chứng kiến một kiếm kinh thiên của Bạch Lê Hiên, Lâm Nhất tự vấn cho dù có lôi viêm chiến thể hoàn mỹ e là cũng khó mà ngăn cản được. Cho dù có miễn cưỡng ngăn cản được một kiếm thì cũng chắc chắn không ngăn cản được kiếm thứ hai. Một khi ra tay sẽ đưa hắn vào tuyệt cảnh, hoàn toàn đắc tội với đối phương. Có một tia do dự như vậy nhưng khi trái tim hắn dâng lên, không biết sao vừa quay người đã coi như không thấy gì. Bởi vì cô để lại cho ta ấn tượng quá đỗi sâu sắc, người sống một đời, thứ có thể thật sự nhớ kỹ kỳ thực rất ít. Ta không muốn một cái quay người đã không thể gặp lại cô. Lâm Nhất Thành thật trả lời, bên bờ sông thiếu nữ thản nhiên mỉm cười, lá đỏ khắp núi trở nên ảm đạm thất sắc. Cảnh tượng đó quả thực khiến hắn rất khó quên. Nếu như lúc đó hắn không ra tay, có lẽ thiếu nữ đã chết dưới kiếm của Bạch Lê Hiên, sau này không còn được nhìn thấy nụ cười như vậy nữa. "Không tin, nói cứ như ngươi đã sống qua hai cuộc đời rồi vậy." Nữ tử áo đỏ nheo hai mắt lại, đôi mắt đó lập tức trong vắt như trăng rằm trên bầu trời đêm, vừa mê người vừa đáng yêu. Lâm Nhất khẽ mỉm cười, không giải thích thêm, quan sát đối phương rồi nói, "Vết thương của cô hình như đã đỡ hơn nhiều rồi." Trước đó thiếu nữ vẫn không thể cử động hiện giờ đã vui vẻ nhanh nhẹn hơn rõ ràng không giống như vừa mới lành vết thương lâm nhất hồ nghi đối phương có phải sớm đã có thể tự đi lại rồi hay không đâu có ngươi nhìn đi ai ô, bụng ta đau quá thiếu nữ áo đỏ khom người hai tay ôm vào vết thương ở bụng mà tỏ ra đau đớn đôi mắt một nhắm một mở lén nhìn về phía lâm nhất bộ dạng vờ vịt đó khiến người khác khó mà phân biệt được thật giả trong lòng lâm nhất cười khổ người có thể cướp đoạt bảo vật trong tay bạch lê hiên há có thể là hạng đầu đường xó chợ có lẽ hắn đã lo lắng thừa rồi nơi này vẫn không an toàn cửa ra của thanh dương chắc chắn có người canh giữ tìm một nơi để ẩn náu đã nếu như cô có thể tự bảo vệ bản thân thì hai chúng ta nên tách ra trốn lâm nhất nhìn xung quanh hoang thảo không bỏ sót thứ gì cũng không có nhiều nơi có thể ẩn náu tạm thời thoát khỏi truy binh không có nghĩa là đối phương không tiếp tục đuổi theo vẫn phải bỏ chạy ít nhất phải che giấu bản thân cho đến khi hồi phục hoàn toàn mới thôi về phần người thiếu nữ này hắn có chút không hiểu rõ không thể xác định thực lực hiện tại của đối phương nếu như có thể tự bảo vệ mình đương nhiên tốt nhất là nên tự đi nhưng hắn quay đầu lại nhìn vẻ đau đớn trên gương mặt thiếu nữ không giống như đang giả vờ vết thương ở bụng vẫn có máu tươi chảy ra qua đôi bàn tay trắng nõn như ngọc cô vẫn đi theo ta đi lâm nhất thở dài nói được một nửa liền thu lại lời nói lần nữa bế thiếu nữ lên cứu người thì cứu cho chót cứ coi như cô ta thật sự trọng thương khó cứu đi hi hi như vậy không còn đau nữa thiếu nữ áo đỏ lại ôm lấy cổ lâm nhất mỉm cười lươn lẹo giống như đạt được thắng lợi vậy lâm nhất không nói gì hiện tại hắn hơi lo lắng cho sự an toàn của huyết long mã không biết con ngựa ngốc nghếch đó gây ra động tĩnh lớn vậy còn có thể sống sót trở về nữa không Ngươi tên là gì? Thiếu nữ quan sát ngũ quan của Lâm Nhất, đôi mắt sáng như trăng rằm tràn đầy vẻ tò mò. Ngày đó bên bờ sông, tiện tay thổi một khúc tiêu, không ngờ có thể đổi lại được một mạng trong lúc hiểm cảnh. Bây giờ nàng ta cũng nghĩ không thông, người thiếu niên này lấy đâu ra dũng khí để cứu nàng ta. Lý do của đối phương nghe dở tệ, căn bản không tin được. Có điều chuyện nghĩ không ra thì mới thú vị. Lâm Nhất, ta tên Nguyệt Vi Vi, Nguyệt trong Nguyệt Lược, vì trong hoa vi vu. Hoa vi vu, còn có loại hoa này sao? Hi hi, đương nhiên là có rồi, đợi sau khi ra ngoài, nói không chừng ta còn có thể tặng ngươi vài bông đó. Hai người nói chuyện câu được câu trăng, đa số là thiếu nữ hỏi và lâm nhất trả lời. Đột nhiên, sắc mặt lâm nhất ngưng trọng, bước chân đột một dừng lại. Sao vậy? Nguyệt vi vi ló đầu ra, thì thấy bên sườn núi có một người đang đứng, tay cầm quạt giấy. Xoát! người đến xoay người, mở quạt giấy ra, để lộ ra một gương mặt cũng không quá xa lạ. Ma Nguyệt Sơn Trang, Tư Tuyết Y Lúc này, màn đêm hơi lạnh, gương mặt của Tư Tuyết Y bị màn đêm nhàn nhạt che phủ, trông hơi mơ hồ. Nhớn mày lên, Tư Tuyết Y hạ ánh mắt xuống, nhìn về phía lâm nhất, sắc mặt cổ quái nói, lâm công tử, người đúng là người nào cũng dám cứu nhỉ. chương 370, Hương Hoa Vi Vu Lâm công tử, người thật sự người nào cũng dám cứu nhỉ. Tư tuyết y nhìn về phía lâm nhất, sắc mặt cổ quái, huyền cơ ẩn chứa trong giọng nói càng cổ quái hơn. Dường như hắn ta biết thân phận của Nguyệt Phi Phi, biết rất nhiều về những bí ẩn mà lâm nhất không biết. Đi đi, người không phải là đối thủ của hắn ta. Trong lúc lâm nhất có chút hồ nghi bất định, Nguyệt Phi Phi đang ôm lấy cổ hắn, cơ thể như một giải lụa đỏ nhẹ nhàng phiêu giật, thoáng cái đã ở phía sau lâm nhất. Một tay ôm lấy hắn lăng không bay lên, muốn trực tiếp lướt qua sắc mặt lâm nhất kinh ngạc, cổ tay của Nguyệt Phi Vi rất mềm mại, nhưng lực đạo thì lớn đến mức kinh người. nhẹ nhàng đã nhấc được hắn lên. một cỗ khí kỳ nguyên chuyển bao quanh hai người, khiến hai người bay trong gió nhẹ như hoa, uyển chuyển linh động. đây là thân pháp gì? thiên kính bay dưới ánh trăng, vân sinh kết hải lâu. không kịp cảm thán sợ hãi thuật kinh thân của Nguyệt Phi Vi, một mảng nước sông không ngừng dao động đột nhiên nổi lên, nước sông mênh mang nhưng lại tĩnh lặng như xử nữ một vòng giao nguyệt trên mặt sông giống như hương sáng trên bầu trời hạ xuống kèm theo hơi nước minh mông một mái hiên tiên cung lâu như ẩn như hiện phía trước đột nhiên bị di dượng đón đỡ tư tuyết y đứng trong màn hơi nước để mặc hiên lâu ẩn hiện dị tượng thiên địa đây là võ hồn của tư tuyết y trong lòng lâm nhất không khỏi cảm thấy chấn động loại võ hồn này hắn chỉ được thấy qua trong ghi chép của võ đạo dị văn lục mà thôi từ cổ trí kim những người sở hữu võ hồn có thể sản sinh ra dị tượng không một ai không trở thành nhân tài kiệt xuất thiên kiêu. Hoàn toàn không ngờ được, Tư tuyết hy luôn khiêm tốn lại thể hiện ra thực lực kinh người như vậy. Để lại bảo khố mộ cung, ta sẽ không làm khó ngươi. Giọng nói như có như không của tư tuyết hy từ trong hơi nước trên mặt sông truyền ra, trầm bổng khắp phòng trời. Tựa như hắn ta không hề tồn tại ở mảng thiên địa phía trước vậy. Nằm mơ, Nguyệt Vi Vi hừ lạnh một tiếng, chiếc quả đỏ trong tay phải mạnh mẽ vung lên. ầm ầm ầm, lập tức trên mặt sông nổi lên làn sóng ngập trời, phía dị tượng thiên địa đó rung động trở nên mông lung. sơn lĩnh hoang dã không ngừng lập loè như muốn phá vỡ mảng dị tượng hư vô đó vậy. Từ tuyết y không hoảng không vội, từng tòa lầu các đung đưa xuất hiện, hắn ta vung tay, trăng sáng trên trời chậm chậm đè ép xuống dưới. Âm, nhất thời một cỗ áp lực thiên địa khủng bố xuất hiện trên người lâm nhất và nguyệt phi vi không ngừng chấn áp hai người xuống mặt đất. Sắc mặt Nguyệt Vi Vi hơi tái, rõ ràng vết thương trên người nàng ta vẫn chưa hồi phục. Chịu khó một chút trước nhé. Nói xong, nàng ta buông tay thả lâm nhất ra, tay trái mở ra, một đóa ma hoa màu đen nở rộ trong lòng bàn tay nàng ta. Vô số hắc quang yêu dị giống như chất dính đặc sệt bắn ra từ trong đóa hoa. Đóa hoa vừa xuất hiện, áp lực đến từ trang sáng trên trời lập tức giảm bớt đi không ít. Hoa khai hoa tạ, dư hương bất tán. Sứt lời, trên người Nguyệt Vi Vi có vô số đóa hoa màu đen giống vậy nhanh chóng nở rộ, hương hoa kỳ quái tràn ngập mảng không gian này, giống như từng cuộn sóng quật lên mặt sông. Thình thịch, mặt tiếp giáp mình mông lập tức bị hương hoa quật vỡ nát, hơi nước tiêu tan. Từ tuyết hy hiện hình, quạt giấy trong tay không ngừng vũ động. Hai người chỉ dùng võ hồn đối chiến, chiến đấu bạo phát ra khiến Lâm Nhất cảm thấy chấn động không thôi. Tư công tử, hãy từ từ thưởng thức hương hoa vi vu này đi nguyệt vi vi mỉm cười duyên dáng hạ xuống ôm chặt lấy lâm nhất lần nữa rồi nhanh chóng bay đi sắc mặt tư tuyết hy giận dữ nhưng tiếc rằng hương hoa bốn phía không tan dị tượng do võ hồn của hắn ta tản phát ra đã bị đánh cho thất linh bát lạc nhất thời thân mình lo còn chưa xong chỉ đành mở chừng mắt nhìn hai người rời đi hồi lâu sau sau khi hai người hạ xuống đất phốc một tiếng Vé miệng Nguyệt Vi Vi tràn ra vết máu tươi, sắc mặt càng trở nên tái nhợt hơn. Lần này thật sự không động đậy được nữa rồi. Nguyệt Vi Vi khẽ khép hai mắt lại, cười khổ một tiếng rồi nói: Lâm Nhất không biết thật giả, bị người con gái này làm cho mơ hồ. Lúc thì mạnh đến khiến người khác run rẩy, lúc thì yếu ớt đến mức khiến người ta đau lòng. Hư hư thật thật, không thể phân biệt được. Cỏ cỏ cò. Tiếng bước chân phía sau vang lên, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lan tràn tới trong lòng lâm nhất khẽ kinh hãi, tư tuyết hy đuổi tới rồi. Lúc này, hắn không quan tâm nhiều nữa, bế nguyệt phi vi, vi lên điên cuồng chạy đi. Đã chứng kiến thực lực khủng bố của tư tuyết hy rồi, lâm nhất biết rõ nếu như gặp phải đối phương, trong tay hắn có lệnh bài ô quang, có thể bảo mệnh không lo, nhưng nguyệt phi vi, vi chắc chắn sẽ rơi vào tay đối phương. Tư tuyết hy phía sau âm hồn bất tán, bất luận hắn ta có điên cuồng chạy như thế nào cũng không thể cắt đuôi đối phương được. Một người đuổi, hai người chạy cứ tiếp tục như vậy e là sớm muộn gì cũng sẽ bị Tư Tuyết Hy đuổi kịp sắc mặt Tư Tuyết Hy bình tĩnh không vội không chậm đuổi theo võ hồn vừa nãy bị thương hắn ta lúc này cũng có chút khó chịu nhưng đương nhiên vẫn còn tốt hơn Lâm Nhất hắn ta không vội vàng ngậm một viên đan dược trong miệng rồi đợi cho Lâm Nhất hao tổn hết khí lực và linh nguyên âm uhm, đột nhiên một cỗ sát ý âm lãnh tập kích tới thổi quét khiến toàn thân hắn ta khẽ run không khỏi khẽ dừng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, cách 10 dặm trên bầu trời có gió lạnh hội tụ, hình thành một lỗ thủng màu đen trên bầu trời đêm. Tầng mây nơi đó không thể hội tụ, nhìn trông giống như một cái lỗ hổng rạch trời vậy. Vực âm phong, nhớ tới tài liệu về vài cấm địa nào đó trong thanh dương giới, sắc mặt hắn ta không khỏi hơi biến đổi. Cỏ cỏ cỏ, từ tuyết y biến đổi thất thường, giống như bay nhanh trên mặt đất, để lại mấy đạo tàn ảnh không tan. Tốc độ chạy đột nhiên đã tăng nhanh lên vài lần. Chương 371, vực âm phong. Ngay khoảnh khắc đó, hắn ta lập tức đuổi theo, nhưng vẫn chậm. Đến khi hắn ta nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhất thì trước mặt đã là một vách núi, Lâm Nhất ôm Nguyệt Vi Vi nhảy thẳng xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, khóe miệng Tư Tuyết Y không khỏi giật giật mấy cái. Tên này, vực âm phong mà hắn cũng dám nhảy. Vực âm phong chính là một trong số ít vùng đất cấm của Thanh Dương giới trong vực quanh năm gió lạnh thổi không ngừng, sát khí dày đặc, một khi rơi xuống đó chắc chắn không còn đường quay lại. Nơi này không nên xưng là cấm địa, phải xưng là tử địa thì đúng hơn. Nghe nói gió lạnh ở nơi sâu trong khe vực có ẩn chứa âm sát chi nguyên, không chỉ vô cùng lạnh lẽo mà hơn thế nữa còn không hề có bất kỳ quy luật nào. Rơi vào đó nếu không bị âm sát đông thành trụ băng thì cũng bị gió cạo chết. Tử trạng cực kỳ thê thảm, hệt như phanh thây xé xác. Vèo, ngay khi tư tuyết y còn đang cảm thán, một bóng người cùng một luồng kiếm ý đột một hạ xuống. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là bạch lê hiên của lăng tiêu kiếm các, hắn ta không khỏi hỏi, ngươi cũng đến à? Hừ, ngay cả ma nguyệt võ hồn mà ngươi cũng phóng ra, nếu ta còn không tìm ra ngươi há chẳng phải ngu xuẩn lắm sao? Bạch lê hiên có hơi bất mãn, hừ lạnh một tiếng với tư tuyết y rồi hỏi, người đâu? Nhảy xuống rồi, quạt xếp trong tay tư tuyết y chỉ hướng vách núi, thản nhiên nói. Vực âm phong, sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt bạch lê hiên đột nhiên thay đổi, lập tức mặt xám như cho. Mặc dù biết lâm nhất cũng ả à, yêu nữ kia chắc chắn sẽ phải chết, thế nhưng di bảo trong mộ cung và cả công pháp huyền cấp trên người lâm nhất đều không cách nào lấy được. Quan trọng nhất là không thể tự tay chém chết tên kia khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mát. Đứng xứng một lúc, Bạch Lê Hiên trầm giọng nói, từ tuyết y, nếu lúc ấy ngươi chịu liên thủ cùng ta, tên tiểu tử kia sao có thể bị buộc nhảy xuống vực âm phong được chứ? Từ tuyết y từ chối cho ý kiến, hờ hững cười nói, ngươi xông vào nhanh như vậy, chẳng lẽ không có ý định muốn độc chiếm gì bảo mộ cung à? Ta và ngươi không cần nói mấy lời khách sáo này đâu, gì bảo mộ cung ẩn chứa dấu tích của một thời đại, chúng ta đều rất rõ đại vận trong đó có giá trị lớn lao nhường nào. Bạch Lê Hiên nghẹn họng, sát ý trào dâng trong lòng, nhưng lại không làm gì được đối phương. Vẻ mặt hắn ta vô cùng lúng túng, trông rất phiền muộn. Từ Tuyết Y khẽ nói, người này chết cũng tốt, nếu không, để hắn có cơ hội trưởng thành, chắc chắn sẽ là khắc tinh của ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn lúc giao thủ với người ta, đột nhiên kiếm gãy mà không hiểu vì sao, đúng không? Nghe được những lời này, sắc mặt Bạch Lê Hiên nhanh chóng thay đổi. Đến bây giờ hắn ta vẫn không hiểu vì sao đối phương chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy thanh kiếm trong tay mình, vậy mà nó lại đột ngột gãy lìa chắc chắn không phải bởi thực lực của Lâm Nhất, với tu vi và cảnh giới của Lâm Nhất, hắn ta có thể dễ dàng bóp chết hắn. Thế nhưng những chuyện quái gì cứ thể lần lượt diễn ra trước mắt mọi người. Hiện tại, toàn bộ thanh dương giới đều biết Lâm Nhất đã từng làm gãy kiếm của hắn ta, thậm chí còn dùng một quyền đánh bay hắn ta. Lỡ như hắn không chết thì sao? Bạch Lê Hiên nhìn về phía vực âm phong, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt thoáng qua tia lo lắng. Đó là chuyện của ngươi, trái lại, Ta rất chờ mong người đứng đầu thế hệ nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất của Lăng Tiêu kiếm các xuống vực âm phong tìm kiếm, nói không chừng ngươi thu phục được âm sát kia, đạt được kỳ ngộ to lớn thì sao?" Tư Tuyết Hy lên tiếng dẫn dụ, nhưng hắn ta cũng không tin đối phương thật sự có can đảm nhảy xuống. Nếu đã không dám thì tất cả suy đoán đều là uổng công. Ta và ngươi liên thủ chưa chắc không thể tìm được. Những lời của Tư Tuyết Hy tựa như một cây kim đâm vào ngực Bạch Lê Hiên, khó có thể rút ra nếu Lâm Nhất có cơ hội trưởng thành, e rằng sẽ thật sự trở thành khắc tinh của hắn. Dù không cách nào đoạt được di bảo trong mộ cung, hắn ta cũng muốn xác định Lâm Nhất đã thật sự chết hay chưa. Tự ngươi đi tìm chết, ta không rảnh theo cùng. Từ tuyết y thở ơ đáp, sau đó quay người rời đi, khiến Bạch Lê Hiên tức xanh mặt. Nhưng khi nhìn thấy gió lạnh không ngừng thổi trong khe vực, cuối cùng, hắn đành cắn răng rời đi, không thể làm gì khác. Lúc nhìn thấy vách núi, Lâm Nhất cảm thấy rất mừng rỡ, gần như không chút do dự nhảy xuống. Đừng nói chỉ là khe vực, có tử diên kiếm hạp trên lưng, dù là vách núi cao vạn dặm hắn cũng dám nhảy. Còn về tư tuyết y, Lâm Nhất tin chắc đối phương không dám nhảy xuống. Nếu không có dị bảo trên người, trừ phi có được bản lĩnh bước đi trên không, nếu không, đảm bảo không dám nhảy. Dù cho tu vi người có mạnh mẽ cỡ nào thì trong trạng thái rơi tự do ở độ cao như vậy, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan, nhưng sau khi nhảy xuống, Lâm Nhất liền cảm thấy hối hận. Khe vực này cũng không phải chuyện đùa. Từng luồng gió lạnh ẩn chứa khí âm sát từ bốn phương tám hướng lao đến, gió cực kỳ rét lạnh, mỗi một luồng gió đều có chứa sát khí, đâm vào người tựa như công kích của cường giả bán bộ huyền quan. Trong khe vực, gió lạnh thổi liên tục và cực kỳ hỗn loạn, kích động. Âm ầm ầm, rơi xuống chỗ sâu, Lâm Nhất không cách nào không chế cơ thể của mình, cổ kiếm hạp sau lưng gần như mất đi tác dụng bất kể hắn có điều khiển thế nào thì cũng không thoát khỏi những luồng gió lạnh đang điên cuồng càn quét loạn xạ trong khe vực. Trong quá trình rơi xuống, cơ thể hắn phải chịu từng trận gió buốt sắc như dao cắt. Lạnh quá! chương 372, cứu người như cứu lửa. Nguyệt Phi Vi ôm thật chặt cổ lâm nhất, môi nàng ta tím đi vì lạnh, sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt xanh mãnh linh động mọi ngày giờ lóe lên tia hoảng sợ, phút chốc, cả người nàng ta trở nên lạnh lẽo. Lâm Nhất Hỷ vào thân thể mạnh mẽ lao xuống, tại đan điền, đoá tử diên biểu trưng cho ấn ký lôi viêm không ngừng tỏa ra từng vòng lôi hỏa màu tím, xua đuổi khí lạnh trong cơ thể, thế nên không đến nỗi bị đông thành băng. Cúi đầu nhìn lại, lúc này Nguyệt Phi Phi đã không cách nào mở mắt, bờ môi tím tái vì lạnh có hơi run run. Chứng tỏ đối phương vẫn còn sống. Phải tìm cách mới được, nếu không cả hai đều phải chết ở đây. Hiện tại, Lâm Nhất cũng đang gắng gượng chống đỡ, nhưng với một thân đầy thương tích kia thì hắn cũng không chịu đựng được bao lâu nữa đã lỗ mãng rồi bản thân mình chết cũng thôi đi lại còn liên lụy người khác đúng là hết nói nổi dục phỏng cầu sinh mãnh liệt thôi thúc lâm nhất không cho hắn được phép buông lỏng trong quá trình rơi xuống hắn vẫn cố gắng nghĩ cách bây giờ linh nguyên gần như đã cạn kiệt khí lưu trong cơ thể hỗn loạn cũng không cách nào thi triển bản lĩnh được bị đuổi giết liên tục lâm nhất đã sử dụng gần hết hát chủ bài thứ duy nhất còn có thể sử dụng chỉ có luồng kiếm quang bao quanh võ hồn kiếm gãy kia. Phụt, lại có vài luồng khí âm sát hóa thành gió lạnh đâm thẳng vào người lâm nhất, khiến hắn phun máu tươi. Luồng sáng màu tím ngọc trên người dần yếu đi, báo hiệu lôi viêm chiến thể sắp mất đi tác dụng. Liều mạng vậy, nếu không còn lôi viêm chiến thể, với thực lực của hắn, chắc chắn sẽ bị âm sát công kích mà chết tại chỗ. Đến đường cùng, lâm nhất nghênh đóng vài luồng âm sát đang lao đến, đánh ra một quyền. Sợi kiếm quang xoay quanh võ hồn kiếm gãy tùy ý lay động, lao về phía cánh tay vừa vung quyền kia, hòa hợp cùng nắm đấm của hắn. Quyền kiếm hợp nhất, cùng với tiếng nổ vang dội, một quyền mang theo kiếm quang kia nổ tung, kiếm kình phân tán ra bốn phía, triệt tiêu rất nhiều gió lạnh. Lâm nhất lập tức cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, từ băng diên thước trên cổ kiếm hạc kích động dương cánh, mang hắn bay lượn. Cơ hội tốt, những dòng khí hỗn loạn này chỉ tạm thời bị đánh tan, cơ hội sẽ nhanh chóng trôi qua hai mắt lâm nhất lóe sáng sử dụng kỹ xảo cương nhu tịnh tế dưới chân sinh ra một luồng sức mạnh nhẹ nhàng giúp hắn bước đi giữa không trung cơ thể lao mạnh về phía trước hướng đến vách đá dựng đứng sau đó dùng sức bám chặt vào phù phù vừa bám vào vách đá dưới đáy vực từng cơn gió lạnh lại lần nữa sộc lên khí lưu hỗn loạn một lần nữa khuấy động sợ bị dòng khí hỗn loạn kia công kích vừa thấy một cái hang động ở cách đó không xa Lâm Nhất lập tức xông vào. Vèo. Vừa tiến vào hang động trên vách đá dựng đứng, Lâm Nhất liền cảm lấy một luồng gió lạnh điên cuồng cuốn đi tất cả. Nguy hiểm thật. Không biết hang động này có lối ra hay không. Trong lòng Lâm Nhất trào lên hy vọng, hắn ôm lấy Nguyệt Vi Vi đi sâu vào trong hang động. Một lúc lâu sau, bọn họ đi đến một huyệt động không lớn không nhỏ thì phát hiện đường đi đã bị phá hỏng. Sơ tay chạm vào vách đá xung quanh, lạnh lẽo thấu xương rắn chắc như sắt thép với thực lực của hắn hiện tại thì không cách nào phá vỡ được chỉ còn đường chết ít nhất nơi này không có gió lạnh tạo thành khí lưu hỗn loạn lâm nhất tự an ủi mình một phen hắn vừa định đánh thức nguyệt vi vi thì phát hiện cả người đối phương hệt như một khối băng hai mắt nhắm nghiền trên lông nghi hơi nước đã kết vùa thành băng có vẻ như hắn đã đánh giá thấp những tổn thương hàn khí nơi đây mang đến cho người khác hắn có lôi viêm chiến thể bản thân tràn đầy hỏa khí, lại tu luyện thuần dương công, trong khoảng thời gian ngắn, hàn khí không làm gì được hắn. Nhưng Nguyệt Phi Phi thì khác, nàng ta bị thương không nhẹ. Sau khi rơi xuống vực âm phong, khí âm sát liên tục xâm nhập vào cơ thể nàng ta, đến lúc này, khí lạnh đã ăn sâu vào xương tủy, nguy trong sớm tối. Lâm nhất đặt Nguyệt Phi Phi xuống đất, vỗ một trường vào vai nàng ta. Tiên thiên thuần dương công biên cuồng vận chuyển, khí tức nóng rực từ bàn tay hắn dũng mãnh tràn vào cơ thể đối phương. Linh nguyên thuần dương của hắn đã sớm được thay thể bằng tử diên kiếm quyết, hôm nay một lần nữa vận dụng công pháp này, hiển nhiên đã tạo thành đả kích đối với tử diên kiếm quyết vừa tu luyện đến đệ nhất trọng. Đóa tử diên ở vùng đan điền đang nhạt đi từng chút một. Thay vào đó, lốc xoáy tạo thành từ thuần dương công không ngừng lớn mạnh, bắt đầu có xu hướng thay thế. Nếu tiếp tục vận dụng, e là tử diên kiếm quyết vừa mới đạt nhất trọng sẽ nhanh chóng tan giã. Thế nhưng hiện tại cứu người quan trọng hơn, bất chấp tất cả. Xoẹt xoẹt, một tia khí âm sát bị đánh bật khỏi cơ thể Nguyệt Vi Vi, hóa thành một luồng khói mờ ảo. Khuôn mặt tái nhợt của nàng ta dần trở nên hồng hào hơn, hiển nhiên, lâm nhất không ngừng rót linh nguyên thuần dương vào đã mang đến hiệu quả rõ ràng. Giang giác, trong cơ thể vang lên một âm thanh giòn giã, đoá tử diên được ngưng tụ từ tử diên kiếm quyết đã hoàn toàn vỡ vụn. Luồng khí liệt diễm màu vàng lại lần nữa thành hình, chiếm giữ ở đan điền. Sau khi cảm nhận trong cơ thể đối phương đã tràn ngập linh khí thuần dương, Lâm Nhất mới từ từ thu tay lại, dừng vận công. chương 373, 9 lần sinh, 9 lần diệt. Nhìn Nguyệt Phi Phi vẫn còn mê mang, Lâm Nhất bèn lấy áo choàng của mình từ trong túi chữ vật ra, đắp lên người đối phương hắn sực nhớ trong túi chữ vật dường như còn có một khối dung nham chi tâm phẩm cấp tương đối, liền thuận tiện lấy nó ra. Dung nham chi tâm nóng rực xua tan khí lạnh trong hang động, đồng thời thắp sáng không gian u tối xung quanh. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho Nguyệt Phi Vi, Lâm Nhất đứng dậy, đi ngược trở ra hang động. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tìm thử xem có lối rẽ nào khác không. Cũng không thể ở lại đây mãi được. Tuy nhiên, hắn vẫn phải thất vọng, hang động chật hẹp không còn lối dễ nào khác, chỉ có một lối ra duy nhất, đó chính là vực âm phong. Sau khi đứng ở mép hang quan sát một lúc, Lâm Nhất phát hiện khí trong vực âm phong vẫn di động loạn xả như trước, gió lạnh không hề có dấu hiệu tiêu tan. Không biết ở đáy vực ẩn chứa thứ gì mà luôn có gió lạnh thổi lên. Lâm Nhất lắc đầu, một lần nữa quay về huyệt động, lúc này, Nguyệt Vi Vi vẫn nhắm nghiền hai mắt, còn đang ngủ say. Tử Diên kiếm quyết đã bị phá, giờ ngưng tụ lại lần nữa vậy. Tiên thiên đan trên người hắn có gần 2.000 viên, tính ra cũng không thiếu tài nguyên. Sau khi hấp thu tiên thiên đan, linh nguyên vốn khô kiệt lại lần nữa tràn đầy. Tại vùng đan điền, lốc xoáy liệt diễm màu vàng được ngưng tụ bởi thuần dương công đang liên tục gào thét. Đến khi linh nguyên đã được bổ sung đầy đủ, lâm nhất một lần nữa vận chuyển tử diên kiếm quyết. Công pháp vận chuyển, kéo theo đó, thương thế trên người cũng từ từ khép lại nhờ có lôi viêm chiến thể năng lực khôi phục thân thể mạnh mẽ một lần nữa được hiển lộ tuy nhiên lần tu luyện này lại khiến lâm nhất có hơi kinh hoàng sau khi tiêu hao hết trăm viên tiên thiên đan linh nguyên thuần dương vẫn ngoan cố như trước không chịu thay đổi tử riêng kiếm quyết cũng không cách nào chính thức ngưng tụ chẳng lẽ sau một lần toái công thì không còn cách nào tu luyện được nữa việc này lâm nhất cảm thấy mất mát bởi lẽ tử diên kiếm quyết quả thực là công pháp được đo ni đóng dày cho kiếm khách muốn tìm được một công pháp tương tự có thể nói là khó hơn lên trời hơn thế nữa tử diên kiếm quyết này là chìa khóa duy nhất dùng để luyện hóa cổ kiếm hạp xem ra đối với việc trở thành truyền thừa của tử diên kiếm thánh hắn còn thiếu một chút duyên phận lại thử thêm mấy canh giờ nữa cuối cùng lâm nhất bất đắc dĩ mở mắt ra ánh mắt lóe sáng cả người tràn ngập linh nguyên có xu thế tăng vọt Dường như trong vô thức, tu vi muốn đột phá. Chuyện này khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Coi như chút an ủi vậy, tối thiểu thì tiên thiên đan vẫn có hiệu quả. Đây là đâu? Ngay khi Lâm Nhất mở mắt ra, Nguyệt Phi vi, vi cũng vừa khéo tỉnh lại, nàng ta nghi hoặc nhìn quanh một lượt. Xem như chỗ ẩn nấp vậy, tuy nhiên khí lưu bên ngoài vẫn di chuyển loạn xạ, gió lạnh thổi không ngừng. Muốn rời đi còn khó hơn lên trời. Vậy là chúng ta vẫn đang ở trong vực âm phong lại còn chưa chết mạng của ta đúng là lớn thật. Nguyệt Vi Vi nở nụ cười, nàng ta lười biếng duỗi người, chẳng chút âu sầu khi biết mình đang rơi vào tuyệt cảnh. Vực âm phong, nơi này là vực âm phong, Lâm Nhất tỏ vẻ nghi ngờ. Ngươi không biết à? Nguyệt Vi Vi tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ, cũng đúng, nếu biết thì ngươi sẽ không nhảy xuống đây, nơi này chính là tử địa của thanh dương giới. Ở đáy vực có phong ấn âm sát chi nguyên, ngày qua ngày, phong ấn bị tổn hại, cho nên mới biến thành tình trạng ngày hôm nay Ta đã lỗ mãng rồi Hi hi, không trách người được Dù sao bị tư tuyết hi bắt cũng chỉ có con đường chết Đúng rồi, hàn độc trên người ta không dễ hóa giải Người đã làm cách nào vậy Nguyệt Vi Vi nheo mắt nhìn lâm nhất, khẽ cười nói Rất khó hóa giải đấy Với thể chất của ta Một khi hàn độc xâm nhập e là khó mà chống đỡ nỗi Khi còn bé, ta đã suýt chết nhiều lần rồi có thể sống đến bây giờ cũng không dễ dàng gì, người phá công rồi ư. Sắc mặt Nguyệt Phi Phi nhanh chóng thay đổi, nàng ta cảm giác được Linh Nguyên đang trào dâng trong cơ thể lâm nhất, so với lúc trước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đặt tay lên cổ tay đối phương, nàng ta lộ vẻ kinh ngạc không thôi. Lâm nhất gật đầu, nói sơ qua một lượt quá trình hóa giải hàn khí trong cơ thể Nguyệt Phi Phi trước đó. Phá công nghịch hành là điều tối kỵ, người muốn tu luyện lại một lần nữa không phải chuyện dễ, nguyệt vi vi nuối tiếc nói nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô chết được lâm nhất khẽ cười trái lại hắn không quá để tâm đến vấn đề này nếu cho hắn thêm một lần cơ hội hắn vẫn sẽ làm như vậy hi hi lời này quả thật khiến người nghe vui mừng mặt nguyệt vi vi ửng hồng thẹn thùng vui sướng khẽ nói mạng của bổn cô nương đương nhiên quan trọng hơn bất kỳ công pháp gì nếu ta không tỉnh lại đời này ngươi đừng nghĩ rời khỏi vực âm phong cô có cách rời khỏi đây. Không gấp, trước giúp nhất ca ca một lần nữa luyện thành tử diên kiếm quyết đã. Phá công nghịch hành tuy là tối kỵ, nhưng nếu có thể phá rồi lập thì sẽ có được một phen kỳ ngộ. Nói xong, Nguyệt Vi Vi lấy ra vô số miếng linh thạch thượng phẩm vô cùng tinh khiết, thả chúng lơ lửng giữa không chung. Nhìn sơ qua, số lượng linh thạch thượng phẩm ít nhất có đến 3.000 miếng. Lâm nhất giật mình, cô bé này bạo tay thật, lại dám mang theo nhiều linh thạch thượng phẩm bên người như vậy. Tuy nhiên, càng khiến hắn tò mò hơn chính là rốt cuộc Nguyệt Phi Phi muốn làm gì. Hai tay Nguyệt Phi Phi bắt đầu múa, hệt như cánh bướm vần quanh, linh thạch thượng phẩm giữa không trung nhanh chóng tản ra, sắp xếp thành một quang trận vô cùng huyền diệu trong huyệt động. Linh khí thiên địa hùng hậu di chuyển trong trận bằng phương thức quái dị. Đây là gì? Càn Nguyên Hồi Thiên Trận, công pháp mà ta tu luyện cần phá công 9 lần, sau 9 lần sinh 9 lần diệt có thể viên mãn. Nếu không có Càn Nguyên Hồi Thiên Trận này, có đánh chết cũng không làm được. Chương 374, tử diên kiếm quyết phá rồi lại lập. 9 lần sinh, 9 lần diệt. Nhà đầu kia tu luyện công pháp gì mà đáng sợ thế? Lâm Nhất đánh giá Nguyệt Phi Phi, cảm thấy rất khó tin, lại càng cảm thấy không thể nhìn thấu đối phương. Hi hi, Vân Ca ca nhìn ta làm gì? Nguyệt Phi Phi ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, mỉm cười, khẽ nói, người tranh thủ tu luyện đi, nếu chậm trễ e là khó mà thành công mặc dù công pháp đã phá nhưng chắc chắn vẫn còn lưu lại dấu vết trên người ngươi tác dụng của càn nguyên hồi thiên trận này chính là giúp ngươi tìm kiếm dấu vết còn lưu lại lâm nhất nghe theo lời nàng ta lập tức khoanh chân ngồi vào mắt trận linh nguyên trong cơ thể vừa mới vận chuyển càn nguyên hồi thiên trận cũng nhanh chóng vận chuyển lóe lên một luồng sáng óng ánh phù phù lâm nhất còn chưa kịp phản ứng thì cả người hắn đã xoay tròn theo trận pháp tốc độ xoay tròn tăng vọt bằng mắt thường có thể thấy được, không bao lâu sau đã không cách nào nhìn rõ diện mạo của Lâm Nhất. Linh thạch thượng phẩm trôi nổi giữa không trung tựa như sáp ong, nhanh chóng hòa tan, sau đó ngưng tụ thành những phù văn thần bí có kích cỡ bằng con kiến. Vẻ mặt Nguyệt Vi Vi trở nên nghiêm túc, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng điểm vào những phù văn thần bí kia. Chúng dựng đứng lên, sắp xếp thành một hàng dọc bao phủ quanh thân Lâm Nhất, trong huyệt động vang lên âm thanh cổ xưa mà mông lung. Sinh sinh diệt diệt, Hoa khai bất tạ. Trên gương mặt tinh xảo của Nguyệt Vi Vi mang theo vẻ nghiêm túc và trang trọng, hai tay nàng ta nâng một đóa hoa màu đen. Ầm. Um. Phút chốc, đóa hoa này nở bung ra, hào quang nhanh chóng bao phủ hai tay nàng ta. Nàng ta ngắt lấy một cánh hoa, xoẹt. Thời điểm cánh hoa bị ngắt xuống, Nguyệt Vi Vi lộ vẻ đau đớn. Cứ như trái tim bị cắt đi một khối, nỗi đau này không cách nào nói nên lời. Khẽ lắc lư một cái, thoáng chốc cánh hoa đã hóa thành một đóa hắc sắc ma hoa bao phủ trên đỉnh đầu lâm nhất nguyệt phi vi, vi thu hồi đóa hoa trong tay khẽ thở dài chỉ liếc mắt nhìn thiếu niên này tại bờ sông một cái nào ngờ lại có ngày vì hắn mà hiến ra một mảnh võ hồn bổn mạng của ta hương thảo vi vu niệm niệm bất tán thật ra trận pháp vốn chỉ là ngụy trang mà thôi phá rồi lại lấp vô cùng khó khăn nào có trận pháp đủ sức cải tạo càn nguyên hồi thiên trận là trận pháp cổ xưa vốn chỉ có tác dụng ngưng tụ nguyên khí thiên địa, phụ trợ tu hành mà thôi. Thứ mấu chốt khiến Lâm Nhất có thể phá rồi lại lập, một lần nữa tu luyện tử diên kiếm quyết chính là cánh của đóa vi vu trong tay nàng ta. Thời điểm cánh hoa kia dung nhập vào cơ thể Lâm Nhất thông qua đỉnh đầu, cả người hắn đang trong trạng thái xoay tròn lập tức cảm giác khắp tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng đều xuất hiện kiếm kình màu tím. Hệt như từng mảnh vỡ của hoa tử diên lưu lại khắp nơi trong cơ thể, yếu ớt mà nhỏ bé. Đây chính là kiếm kình còn lưu lại mà Nguyệt Vi Vi đã nói ư? Tim Lâm Nhất đập nhanh hơn, hắn từ từ vận chuyển Tử Diên kiếm quyết, mảnh hoa lưu lại khắp nơi bắt đầu di chuyển một cách gian nan. Linh nguyên trong người ào ào tuôn ra, sau khi vận chuyển mấy vòng lớn, những mảnh hoa kia từ từ tụ lại, bắt đầu cắn nuốt lốc xoáy liệt diễm màu vàng. Hai bên kịch liệt đấu tranh, lốc xoáy liệt diễm đại biểu cho thuần dương công có xu hướng không địch lại Tử Diên kiếm quyết. âm um, Sau mấy canh giờ, hoa tử diên lại lần nữa được ngưng tụ. So với dáng vẻ mờ ảo lúc trước, hoa tử diên phá rồi lại lập có vẻ rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí có thể thấy được có tổng cộng 6 cánh hoa mỏng manh. Mỗi một cánh đều ấn chứa kiếm kình hùng hậu mà cô động, linh nguyên màu tím lập tức gây chấn động toàn thân. Xoạt, lâm nhất khoanh chân ngồi, trên người hắn bộc phát kiếm thế kinh người, tóc sầu tung bay, khuôn mặt điển trai với từng đường nét sắc cạnh mang đến cho người khác cảm giác cực kỳ áp lực. Lâm Nhất mở mắt, ánh mắt hắn lóe sáng, cứ như bắn ra hai luồng kiếm quang vậy. Đây chính là phá rồi lại lập ư? Linh nguyên màu tím tràn ngập toàn thân khiến Lâm Nhất có cảm giác linh nguyên trong cơ thể cô động hơn trước gấp mấy lần. Rõ ràng cùng là tử diên kiếm quyết đệ nhất trọng, nhưng lại khác biệt một trời một vực, khiến người ta khó mà tưởng tượng được. Ý nghĩ vừa lóe lên, đóa tử diên ở vùng đan điền bắt đầu xoay tròn với tốc độ chậm chạp mà nặng nề. Âm linh nguyên toàn thân lập tức được điều động, khi đóa tử diên kia chuyển động một vòng, trong cánh hoa liền sinh ra kiếm khí sắc bén. Khoảnh khắc khi lâm nhất phung lên, một luồng kiếm quang dường như có thực thể lao vọt ra. Keng! Kiếm quang đâm vào vách núi vững như sắt thép, phát ra âm thanh va chạm hệt như tiếng kim loạt, sau đó vang lên một tiếng răng rắc rồi vỡ nát. Keng keng keng! Kiếm quang vỡ nát tựa như những mảnh thép bắn tung tóe vào vách đá, lập tức những âm thanh trong trẻo vang lên không dứt. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn vách đá toàn là khe hở, đan sen dày đặc. Đạn chỉ thần kiếm cũng mạnh hơn trước gấp hai lần, ngưng tụ khí thành lưới kiếm, đả thương kẻ địch trong nháy mắt. Đối thủ cùng cảnh giới chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng tiêu diệt được. Chúc mừng Vân ca ca. Nguyệt Phi vi, vi lẳng lặng xuất hiện, cười híp mắt nói. Vẫn phải cảm ơn cô, nếu không có càn nguyên hồi thiên trận của cô, e là ta không cách nào tu luyện được tử diên kiếm quyết một lần nữa. Nhớ vậy là tốt. Nguyệt Phi Vi nhếch miệng cười đắc ý, khẽ nói, hiện tại nên nghĩ cách rời khỏi đây. chương 375, Thôn Thiên Quyết Lâm nhất liếc nhìn xung quanh, âm phong bên ngoài không có dấu hiệu rừng, vách núi này e là bảo khí cũng khó mà phá vỡ được, làm sao để rời khỏi đây bây giờ. Luồng âm phong kia có thể sánh với một kích tiện tay của cường giả bán bộ huyền quan, đáng sợ hơn nữa chính là âm phong kích động, khí lưu hỗn loạn, một khi rơi vào đó thì khó mà thoát ra được. Lúc trước, khi hắn rơi vào đó phải nói là cửu tử nhất sinh hiển nhiên uy lực của dòng khí hỗn loạn trong vực âm phong có thể khiến người ta tuyệt vọng thêm một điều nữa là thể chất của nguyệt vi vi có hơi quái dị dường như càng sợ khí lạnh hơn người thường nếu ở thời điểm tu vi của ta toàn thịnh vực âm phong này hoàn toàn không đáng nhắc đến nhưng bây giờ thì có thể thành công thoát khỏi đây hay không phải dựa vào ngươi rồi nguyệt vi vi híp mắt cười đôi mắt cong cong như vầng trăng trông vô cùng mê người Ta. Ừm, nếu ta đoán không sai, hộp đựng kiếm trên lưng người có ẩn chứa một luồng tử diên thánh hỏa. Đúng vậy, tuy nhiên việc đó với vực âm phong thì có liên quan gì nhau? Liên quan rất lớn đấy. Nguyệt Phi Vi nói khẽ tử diên thánh hỏa này là dị chủng của Phượng Hoàng Hỏa, xếp hạng 54 trên Thiên Địa Kỳ Hỏa bảng. Trong hàng ngũ âm hỏa, e là xếp hạng rất cao, có lẽ đứng trước 20. Thiên Địa Kỳ Hỏa bảng. Ừm. Hỏa diếm có thể xếp vào 100 hạng đầu sẽ khiến người người tranh đoạt, thậm chí hấp dẫn đại năng xuất hiện, tuy nhiên, người không cần biết rõ đâu. Dừng lại một chút, Nguyệt Phi Vi lại nói tiếp, tuy âm sát chi nguyên rất đáng sợ, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một loại năng lượng của trời đất. Chỉ là khó hàng phục mà thôi, nếu có thể tìm được thứ khắc chế nó, nó sẽ không cách nào khiến người bị thương được nữa, trái lại còn trở thành kỳ ngộ của ngươi hai mắt lâm nhất tỏa sáng ý cô là tử diên thánh hỏa có thể cắn nuốt âm sát chi nguyên không đơn giản vậy đâu để ta xem thử tử diên thánh hỏa của ngươi trước đã được ý niệm vừa lóe lên lâm nhất mở lòng bàn tay ra tử diên thánh hỏa trong cổ kiếm hạp lập tức trôi nổi trên lòng bàn tay hắn sau một hồi quan sát nguyệt phi phi trầm ngâm nói còn chưa đủ vẫn chưa ngưng tụ được bổn nguyên chỉ là một đám lửa tàn mà thôi nếu không phải do ngươi cẩn thận vận dưỡng E là chỉ trong chốc lát, tử diên thánh hỏa trong tay ngươi sẽ tiêu tán. Lâm Nhất phung tay, một lần nữa thả nó trở về hộp đựng kiếm, cũng không cảm thấy bất ngờ trước những lời của Nguyệt Phi Phi. Uy lực của sợi hỏa diễm này có hạn, hắn đã nhận ra điều đó từ rất sớm, thế nên trong chiến đấu, Lâm Nhất hít khi dùng đến nó. Xem ra cách này không thể thực hiện được rồi. Nguyệt Phi Phi cười nói, nếu ngươi có thể chịu đựng được chúc tâm chi thống ta sẽ dạy ngươi một môn bí thuật có thể dung hợp ngọn lửa này cùng với tử diên kiếm quyết của ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể dùng tử diên kiếm quyết để hấp thu âm sát chi lực. Tuy nhiên, trong quá trình dung hợp, nếu xảy ra sai lầm, ngươi sẽ bị đốt thành cho. Vài ngày nữa thanh dương giới sẽ bị phong ấn một lần nữa, ta không muốn bị vây khốn ở đây cả đời, cô dạy ta đi. Lâm nhất dứt khoát đồng ý, không chút do dự. Lựa chọn rất rõ ràng, nán lại đây kết cục chỉ có chết, nhưng nếu thật sự dung hợp được, dù chỉ có nửa phần cơ hội đi ra ngoài thì hắn cũng phải thử. Bí thuật này tên là thôn thiên quyết, cắn nuốt vạn vật, dung nạp tất cả. Nguyệt Phi Vi trầm giọng nói, ở thời đại trước, đây vốn là cấm thuật trái với lẽ trời, chắc chắn người tu luyện sẽ gặp vận rủi. Tuy nhiên, bí thuật nguyên vẹn đã sớm thất truyền, hiện tại chỉ còn tàn bản, sau khi người tu luyện, cùng lắm chỉ có thể cắn nuốt âm sát cùng lực lượng hỏa diễm thuộc tính băng hàn mà thôi. Người nghe ta, Thiên chi đạo, kỳ do Trương cung dư, cao giả Ức chi, hạ giả Cử chi, hữu dư giả Tổn chi, bất túc giả Bổ chi. Thiên chi đạo, Tổn hữu dư nhi bổ bất túc, nhân chi đạo tác bất nhiên, Tổn bất túc nhi phụng hữu dư. Cố nhi thôn thiên bổ Kỷ phụng dĩ vi đạo, dung nạp bách xuyên, thôn vệ vạn vật. Một đoạn kinh văn tối nghĩa phát ra từ miệng Nguyệt vi vi, Lâm Nhất cẩn thận lắng nghe, không dám lơ là. Một lúc lâu sau, nguyệt phi vi niệm xong rồi cười nói vân ca ca có nhớ hết không lâm nhất thầm mặc niệm vài lần cảm giác đoạn kinh văn này ẩn chứa lực lượng to lớn đáng sợ khiến người không rét mà run tuy nhiên hắn vẫn nhớ kỹ nội dung kinh văn lâm nhất khẽ gật đầu bắt đầu lẩm bẩm đọc niệm gần như không sót một chữ trong đoạn kinh văn của thôn thiên quyết cái miệng nhỏ nhắn của nguyệt phi vi khẽ nhếch lên chập lưỡi nói vân ca ca đúng là lợi hại khi còn bé lúc niệm đoạn kinh văn này ta không ít lần bị trách phạt vì luôn niệm sai. Lâm nhất có biệt tài hễ thấy là không quên, có thể thuộc lầu lầu. Đối phương lại không đọc nhanh, đương nhiên hắn không thể nhớ nhầm được. So với việc này, Lâm nhất càng tò mò về thân phận của Nguyệt Vi Vi hơn. Dù không tu luyện đoạn kinh văn này, chỉ thầm niệm mấy lần mà ta đã cảm nhận được sự to lớn, khủng bố của nó, khiến lòng người rét lạnh. Ta rất tò mò, rốt cuộc thân phận của Nguyệt cô nương là gì. Lâm Nhất nhíu mày, nhịn không được lên tiếng hỏi. Hi hi, Vân ca ca đang định nghe ngóng ra thế của ta sao, chẳng lẽ ngươi vừa ý ta rồi à? Thế nhưng quy củ của gia tộc ta rất hà khắc, đòi hỏi xính lễ cực cao, e là Vân ca ca không đáp ứng nổi. Hay là, để tiểu muội trực tiếp lấy thân báo đáp, đợi đến khi gạo nấu thành cơm, cũng không sợ cha ta không đáp ứng. Nguyệt Phi Vi nở nụ cười quyến rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn phơn phất hồng khiến người không khỏi suy nghĩ miên man, Đôi mắt cong cong hình bán nguyệt dường như mang theo ma lực câu hồn đoạt phách, khiến lòng người rung động. Mặt Lâm Nhất ửng hồng, hắn biết đây là thủ đoạn của đối phương để né tránh câu hỏi của hắn. Có điều cặp mắt kia quả thật câu hồn, khiến cả người hắn có cảm giác khô nóng. Một luồng khí nóng từ bụng dưới bay lên, Lâm Nhất vội vàng nói, "Xin nguyệt cô nương hãy dừng tay, ta không hỏi nữa." "Phốc, không đùa ngươi nữa, Vân ca ca tranh thủ tu luyện bí thuật đi." có ra khỏi đây được hay không chỉ có thể dựa vào ngươi mà thôi. Thấy vẻ quấn bách của Lâm Nhất, Nguyệt Phi vi, vi che miệng cười, đôi mắt híp lại chỉ còn hai đường chỉ nhỏ để lộ sự vui sướng, thỏa mãn. chương 376 Thôn Thiên Quyết Thôn Thiên Quyết là bí quyết từ thời thượng cổ, chắc chắn là một môn công pháp minh mông bể sở, không biết có bao nhiêu quyển. Cái tên khá chuẩn xác hiện nay có lẽ là Thôn Thiên Quyết. Đại bộ phận kinh văn tàn khuyết không trọn vẹn, chỉ có thể dùng đôi câu vài lời bên trong để tiến hành hoàn thiện. Tiền bối có thể viết lại thôn thiên quyết này chắc chắn cũng là một vị đại năng ghê gớm, thực lực e cũng tương đối đáng sợ. Về phần Nguyệt Vi Vi vì sao lại có được, đối phương không muốn nói, Lâm Nhất đương nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Nắm bắt thời gian, cẩn thận lĩnh ngộ, tu luyện thành công mới là việc phải làm hiện giờ. Điểm quan trọng của thuật này chính là dùng một môn công pháp có đặc tính thôn phệ, khiến cho con người giống như yêu thú, có thể dựa vào thôn vệ trực tiếp đạt được tịnh tiến về mặt thực lực. Chỉ nghe giới thiệu thôi đã có thể biết được đây là một môn cấm thuật. Dựa theo những gì Nguyệt Vi Vi nói, người hiểu được môn cấm thuật này hiện giờ đã hiếm lại càng hiếm, người có thể chân chính tu luyện thành công lại càng không nhiều. Cho dù có tu luyện thành công cũng có rất nhiều thứ ràng buộc, không thể chân chính so sánh với thôn thiên quyết thượng cổ được. Ví dụ Lâm Nhất chỉ có thể thôn vệ âm sát và hỏa sát, bắt buộc phải có thuộc tính âm hàn mới được bằng không sẽ sinh ra hỗn loạn, hơi không chú ý thôi sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thân là cấm thuật đương nhiên sẽ có tính nguy hiểm tồn tại. Trong quá trình tu luyện, gặp phải chút ngoài ý muốn là có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng, vạn kiếp bất phục. Lâm nhất không dám có bất cứ sợ ý nào, sau khi cân nhắc kinh văn ba ngày mới bắt đầu thử tu luyện. Sư, mở lòng bàn tay ra, tử diên thánh hỏa xuất hiện trong tay, ngọn lửa tử sắc chậm chậm bốc cháy thiên đạo thiệt thì nhiều mà lợi ích thì ít ỏi. Người ở trên cao đè xuống, kẻ bên dưới muốn ngoi lên, kẻ dư thừa thì tổn hại, kẻ không biết đủ cũng vậy, thiên đạo tổn hại có thừa mà không bù đắp được, nhân đạo lại bằng không, tổn hại không đủ, dâng hiến có thừa. Cho nên thôn thiên để bù đắp, ban tặng coi là đạo, dung nạp trăm sông, thôn vệ vạn vật. Niệm kinh văn thôn thiên quyết trong đầu, nỗi sợ hãi khổng lồ lan tràn toàn thân. Lâm nhất hít sâu một hơi, chính thức dùng linh nguyên trong cơ thể để bắt đầu thôi động cấm thuật này. Âm, um, trên dưới toàn thân hắn đột nhiên bạo phát ra hắc quang đáng sợ, giống như hắc động vậy, thôn vệ tất cả xung quanh. Trong huyệt động không lớn nháy mắt tối đen một mảng, duy chỉ có ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn là đang chập chờn. Nhưng ngọn lửa này lại giống như đứa trẻ hoảng sợ vậy, liều mạng dãy ruộng, không ngừng vặn vẹo. Nỗi sợ hãi vô biên không ngừng lớn mạnh trong lòng, lâm nhất giống như bị đè bởi một tảng đá, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹt thở, gắt gao kiên nhẫn, cùng với tử diên thánh hỏa ngồi đấu tranh. Cục diện rằng co, hai bên đấu trí đấu dũng khí, dây dưa với nhau. Tử diên thánh hỏa đang chờ đợi, đợi lâm nhất không chịu đựng được nỗi sợ hãi của thôn thiên quyết sẽ chủ động bỏ cuộc. Lâm nhất cũng đang chờ đợi, đợi tử diên thánh hỏa dẫy dụa bất lực rồi nuốt một mạch vào. Trong lúc hắn sắp không kiên trì được nữa thì tử diên thánh hỏa trong lòng bàn tay lóe lên rồi tan biến, hoàn toàn bị bóng tối xung quanh thôn phệ. Hỗn hển, bóng đêm biến mất, thân thể Lâm Nhất nháy mắt bốc cháy lên, một nỗi đau đớn chí mạng thổi quét toàn thân. Da thịt tựa như trong suốt, máu tươi đang chảy trong huyết quản hóa thành tử diệm chạy dọc tán loạn toàn thân. Nỗi đau đớn khủng bố vượt qua giới hạn mà thân thể có thể chịu được, khiến Lâm Nhất nhanh chóng ngất xỉu. Đây là đâu? Lâm Nhất đi lại trong một mảng bóng tối, mờ mịt không biết làm sao phảng phất như bị cả thế giới vứt bỏ, cảm giác vô cùng cô độc. Thời gian ở nơi này dương như đang ngừng lại, có lẽ mảng không gian quỷ dị này căn bản không có khái niệm thời gian và không gian. Ta đã chết rồi sao? Lâm nhất hoài nghi bản thân có phải tu luyện thôn thiên quyết mà thân thể đã ngã xuống, chỉ còn lại ý thức tồn tại. Không có ai trả lời hắn, nơi này, chính là một vùng đất chết. Hắn chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước không mục đích, từng bước từng bước, không ngừng đi ý thức dần dần mơ hồ, thân ảnh dần dần tiêu tan, tựa như không bao lâu nữa hắn sẽ hóa thành một phần của bóng tối vậy. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ 10 năm, có lẽ trăm năm, cũng có lẽ chỉ là một cái chớp mắt. Khi ý thức sắp hoàn toàn trở nên mơ hồ, mỗi khi hắn muốn dừng bước chân lại thì sâu trong nội tâm luôn trào lên một tia động lực cổ vũ hắn tiếp tục đi về phía trước, có lẽ đi thêm một bước nữa là sẽ nhìn thấy ánh sáng. Nhưng luôn phải thất vọng, luôn là bất lực. Âm. Uhm khi hắn bước thêm lần nữa, một mặt ánh sáng bỗng dưng xuất hiện, ngay sau đó cả thế giới bóng đêm rút lui như thủy chiều xuống, tựa như nứt toác ra. Một cánh cửa cổ xưa xuất hiện trong tầm mắt, trước cửa là một thân ảnh đang ngồi ngay ngắn. Thân ảnh đó tràn ngập lực lượng vĩ đại, khiến người ta không thể nhìn thẳng vào, ông ta ngồi bên dưới phiến cửa, càng tràn ngập vẻ cổ quái hơn. Đã rất nhiều năm rồi không có ai có thể tới được chỗ ta. Thân ảnh ngồi trước cửa dừng ánh mắt trên người lâm nhất, nhất thời tựa như vô số thế giới cùng lúc chất chồng lên nhau, áp bức xuống vậy. Lâm nhất muốn mở miệng nhưng lại phát hiện ra không thể nói được. Nhìn bốn phía mới sợ hãi phát hiện ra, trên cánh đồng hoang vu này có vô số thi thể đang nằm trên mặt đất. Trồng chất không thể đếm được, tuổi tác khác nhau, cũng không biết đã chết bao nhiêu năm rồi. Gặp được cửa này cũng là có duyên với ta, ban cho ngươi một sợi lực thôn vệ, trở về đi. Âm, um, Lâm Nhất đột nhiên mở chừng hai mắt ra, Cảnh tượng quen thuộc, con người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của hắn. "Nhất ca ca, tỉnh lại đi." Nguyệt Phi Phi cười hi hi nhìn Lâm Nhất, nhẹ giọng khẽ gọi. Lâm Nhất hơi nhíu mày, nhìn về phía đối phương hỏi, "Trước đó ta ở nơi nào vậy? Người mà ta gặp đó là ai?" "Nơi đó là Vô Biên Ám Giới, người mà ngươi gặp có lẽ chính là lão tổ Thôn Thiên, ông ta bị giam cầm ở nơi quỷ quái đó, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Phàm là bí thuật do Thôn Thiên quyết diễn hóa ra." sau khi tu luyện, đến cửa cuối cùng đều phải có được sự thừa nhận của thôn thiên lão tổ ở vô biên ám giới. Nếu như ta chết trong đó thì sao? Thì nghĩa là chết thật đó. Nguy hiểm quá. chương 377, thực lực bạo tăng. Lâm nhất thở vào một hơi, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi, không rét mà run. Xem xét lại một lượt mới thấy tại đan điền trong cơ thể, tử diên hoa đang bốc cháy lên, khắp mình có ngọn lửa tạo thành, đang nằm yên tĩnh trong người hắn, trông cực kỳ quỷ dị. Khẽ động tâm niệm, một đóa hoa tử diên chậm chậm khuếch tán mở ra sau lưng hắn. Nhất thời, lực thôn vệ lập tức bạo phát ra. Khí âm hàn trong huyệt động phảng phất như bị thu hút, điên cuồng chảy về phía tử diên hoa. Thôn thiên quyết, Nguyệt Phi Vi chứng kiến cảnh này, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cấm thuật cấp độ này quả nhiên thần dị. Khí âm hàn khủng bố như vậy cho dù là cường giả cấp huyền võ cũng tuyệt đối không dám liều lĩnh luyện hóa. Nhưng đối với Lâm Nhất mà nói lại giống như ăn cơm uống nước vậy. Đợi sau khi đối phương dừng lại, Nguyệt Phi Phi khẽ nói, "Được rồi, hiện nay Tử Diên kiếm quyết này của ngươi coi như đã chính thức có lực thôn phệ rồi. Có điều vẫn phải biết chừng mực, phàm là thứ gì cũng có mức độ, không thể thôn vệ không ngừng nghỉ được, bằng không rất dễ tự giết chính mình." Lâm Nhất gật đầu nói, "Việc này ta biết." phổ biên ám giới đó không biết có bao nhiêu thi thể đã ngã xuống chỉ e trong đó có không ít người chết vì chính công pháp này người hiểu là tốt bây giờ có thể ra ngoài rồi đi thôi lâm nhất mỉm cười lúc này cực kỳ tự tin dẫn đường đi về phía khe hở chỉ chốc lát đã đến cửa ra Hồn hển trong vực âm phong cảnh tượng vẫn như cũ loạn lưu kích động gió lạnh không ngừng hàn khí lạnh léo thổi khắp tám hướng khiến người ta không khỏi run rẩy sư thân ảnh lóe lên lâm nhất trực tiếp vào tới dòng loạn lưu kích động đó khẽ quát một tiếng yên lặng thi triển thôn thiên quyết một đóa tử diên hoa sau lưng chậm chậm mở ra giống như một cái miệng thôn thiên khổng lồ vậy lực âm sát ẩn chứa trong gió lạnh nhất thời không ngừng chui vào tứ chi bách hài trong cơ thể lâm nhất âm 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 tức khắc lực âm sát khủng bố cuồn cuộn không ngừng chui vào trong đóa hoa tử diên đang bốc cháy tại đan điền linh nguyên trong hoa nhanh chóng trở nên rồi rào khiến hóa đoa tử diên này thậm chí còn mạnh lên. Nguồn âm sát vốn giết người đoạt mệnh lúc này lại trở thành chất dinh dưỡng của lâm nhất, không chỉ rèn luyện tứ chi bách hài, mà còn khiến công pháp tử diên kiếm quyết đột biến tăng mạnh với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thống khoái, e là không bao lâu nữa tử diên kiếm quyết sẽ tiến tới tầng thứ hai. Sắc mặt lâm nhất vui mừng, cứ như vậy không khác gì giúp hắn tiết kiệm được vô số tiên thiên đan trong vực âm phong, hàn phong không ngừng thổi. Lâm nhất ở sâu bên trong giống như hung cầm thượng cổ, chiếm giữ bất động. Lực âm sát cuồn cuộn không dứt không ngừng chui vào trong cơ thể hắn, tựa như vắt kiệt vậy. Ca sát, sau hơn hai canh giờ, tử diên hoa ở trong đan điền đột nhiên lớn lên, vốn ban đầu có sáu cánh giờ đã tăng lên thành 12 cánh hoa rồi, linh nguyên tràn đầy trong cơ thể cũng vỏn vẹn tăng lên gấp đôi. Khí tức trên người đồng thời tăng vọt. Tử diên kiếm quyết, tầng thứ hai. Ánh mắt Lâm Nhất toát lên vẻ bất ngờ, cấm thuật này thật đáng sợ. Nếu như bình thường, cho dù tài nguyên của hắn đủ đầy, muốn đưa tử diên kiếm quyết đột phá lên tầng thứ hai ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Không hổ là cấm thuật khiến thiên đạo phải kiêng rè, thật sự bá đạo. Nhắm hai mắt lại lần nữa, củng cố lại kiếm quyết, củng cố lại đúng nửa tuần hương mới mở hai mắt ra. Gió ngừng rồi. Gió lạnh kích động xung quanh không so được với tốc độ thôn phệ của Lâm Nhất nên đã xuất hiện biến tốc tạm dừng. Hiện tại có hai lựa chọn bày ra trước mắt hắn. Một là nhân cơ hội rời khỏi vực âm phong, cơ hội còn lại đương nhiên là tiến vào trong nơi sâu nhất của vực âm phong, nơi có lực âm sát nồng đậm nhất. Hơi chút do dự, Lâm Nhất liền dự định tiến sâu vào nơi cuối cùng. Trong thiên địa, nguồn âm sát khá ít gặp, bỏ qua là sẽ khó tìm lại được. Hơn nữa nguồn âm sát ở bên ngoài cũng chưa chắc đã đủ đến lượt hắn. Cường giả khác không có được hiệu suất cao như hắn, không chút kiêng kỵ thôn về nguồn âm sát, nhưng ắt sẽ có cách khác để hàng phục và luyện hóa nguồn âm sát. Nguyệt cô nương, ta định ở lại đây thêm một thời gian nữa, tu luyện tử diên kiếm quyết đến tầng thứ 9, nếu như cô phải đi thì ta có thể đưa cô ra ngoài trước. Lâm nhất nhìn về phía Nguyệt Vi Vi đã đến gần khe hở, khẽ lên tiếng dò hỏi. Ta cùng đi với ngươi. Nguyệt Vi Vi tươi cười, cũng không vội vàng rời đi. Đi, Lâm Nhất dẫn đường, hai người cùng đi về phía sâu trong cùng của vực âm phong. Thời gian tiếp theo, Lâm Nhất đều ở trong vực âm phong, điên cuồng tu luyện, một ngày cũng không dám chậm trễ. Sau khi rời khỏi Thanh Vân Môn, một đường hắn đi mặc dù tu vi tịnh tiến không chậm. Nhưng nội tình tự thân so với những nhân tài kiệt xuất ở Đại Tần Đế Quốc thì vẫn còn kém quá nhiều. Ví dụ như Bạch Lê Hiên, tu vi chỉ là tiên thiên thất khiếu, nhưng cường giả cảnh giới huyền võ cũng không thể làm gì được hắn ta. Cường giả tiên thiên bán bộ huyền quan trong tay hắn ta cũng bị giết như giết gà giết vịt. Ngoại trừ thiên phú chắc tuyệt ra thì điều then chốt nhất đương nhiên đến từ nội tình và tích lũy vượt xa người khác của hắn ta. Nhưng lâm nhất dựa vào kỳ ngộ lần này, cộng thêm sự bá đạo của thôn thiên quyết đã khiến nội tình của mình từng bước tiếp cận với những nhân tài kiệt xuất đứng đầu đại tần đế quốc kia rồi. chương 378 Tiên Thiên Ngũ Khiếu trong vực âm phong quanh năm suốt tháng tràn ngập sát khí âm hàn đến tận xương cốt tại sâu trong nơi này âm hàn càng lạnh hơn chính là cấm địa con người không thể đặt chân tới lúc này lại có một đạo thân ảnh đang xếp bằng ngồi giữa không trung xung quanh người hắn là vô số sát khí khiến cả cường giả cảnh giới huyền võ cũng phải kiêng rè diễn hóa thành hàn lưu sắc bén như mũi đao không ngừng kích động nhưng người này ở tại nơi đây lại không chỉ một cọng lông cũng không bị thương ngược lại còn hấp thu cỗ hàn lưu khủng bố này vào trong cơ thể, khiến lực âm sát trong mảng không gian này càng ngày càng ít đi. gương mặt thanh tú thiếu niên trong gió lạnh gào thét như đao ngũ quan rõ ràng, sắc bén tẫn hiển. không cần nhiều lời, người thiếu niên này đương nhiên chính là người đã tu thành thôn thiên quyết lâm nhất. thời gian trôi qua, đợi đến khi hàn lưu của khu vực này bị hắn hấp thu toàn bộ, lâm nhất mới chậm rãi mở mắt ra. âm, uhm, tinh quang trong mắt lóe lên khí tức trên người cô động mà nồng hậu, ẩn ẩn tu vi đã đạt đến tiên thiên tứ khiếu đỉnh phong rồi. Nhưng khí tức tiên thiên ngũ khiếu này mang lại cho người ta cảm giác không hề thua kém những cường giả cảnh giới bán bộ huyền võ của huyết vân môn ở quận Thanh Dương. Hoàn toàn không thể nhìn ra, nội tình khủng bố cỡ này xuất phát từ trên người một võ giả trẻ tuổi như vậy. Lâm nhất cảm ứng một lượt, từ diên hoa bốc cháy trong đan điền đó đã tăng lên 24 cánh hoa rồi. Tử Diên Hoa sớm đã không còn giống như ban đầu chỉ có hình dáng mơ hồ, hiện tại tổng thể rõ nét, óng ánh rực rỡ. Tiên Thiên Linh Nguyên lượn lờ trong đóa hoa tản phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, có vẻ tràn ngập linh khí. Nhìn như một bông hoa nở rộ, vừa dày vừa nặng như núi trong cơ thể. Bất luận linh nguyên tiên thiên kích động trong kinh mạch thế nào, thì đóa hoa này vẫn không chút nhúc nhích, yên tặng như núi Thái Sơn. Tử Diên kiếm quyết đã đạt đến tầng thứ tư, tốc độ tu luyện giảm xuống rồi thu hồi suy nghĩ trong lòng, Lâm Nhất thở vào một hơi, ánh mắt lóe lên vẻ mất mát. Rốt cuộc không phải là thôn thiên quyết thời thượng cổ, chỉ là cấm thuật tàn quyển tự biên lại mà thành, sau khi đột phá tiến mạnh lúc ban đầu, kể từ ngày thứ năm trở đi, tốc độ tu luyện tử diên kiếm quyết đã chậm lại. Nhưng cảnh giới tu vi lại đột phá mạnh mẽ, vỏn vẹn trong vòng 5 ngày mà bằng mắt thường cũng có thể thấy đã tấn thăng lên tiên thiên ngũ khiếu rồi nếu không nhớ nhầm thì cách lần hắn đột phá lên tiên thiên tứ khiếu lần trước cũng chỉ mới có hơn nửa tháng mà thôi nửa tháng thời gian đã tấn thăng tu vi lên một khiếu hơn nữa linh nguyên còn nồng hậu như vậy tốc độ tu luyện này nói ra chỉ sợ không có ai tin công pháp đã không thể tăng lên nữa rồi ư một đạo thân ảnh từ bên dưới vọt đến nhìn về phía lâm nhất cười hi hi hỏi ngước mắt lên nhìn chính là bóng lưng của nguyệt vi vi thần bí khiến người khác không nhìn thấu được quạt giấy màu đỏ trong tay khẽ đung dưa, hàn lưu kích động trong vực âm phong đều không thể tiếp cận nàng ta. Người thiếu nữ này từ sau khi vết thương khỏi hẳn bèn đi lại khắp nơi trong vực âm phong, giống như đang đi tìm thứ gì vậy, suốt quỷ nhập thần. Lâm nhất gật đầu, đạt đến tầng thứ tư thì tốc độ liền chậm lại, có thôn phệ hết toàn bộ hàn lưu ở đây dường như cũng không có bất cứ thay đổi nào. Bình thường, tử diên kiếm quyết chính là công pháp hoàng kim thịnh thế, cấp bậc cực cao, là thứ mà ngươi không thể tưởng tượng được năm ngày ngắn ngủi, người tu luyện đến tầng thứ tư đã thập phần khủng bố rồi. Hiện nay cường giả bán bộ huyền quan ở quận Thanh Dương E là Linh Nguyên cũng không nồng hậu bằng ngươi. Nếu như tính cả trong đại tần đế quốc thì sao? Quận Thanh Dương từ lâu đã không còn là mục đích của hắn nữa, những thiên tài như Bạch Lê Hiên, từ tuyết y ở đại tần đế quốc mới là sự tồn tại mà hắn thật sự muốn đuổi kịp. Nguyệt Phi Vi nheo mắt lại, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó dí dỏm cười nói có lẽ cũng coi như là nhân tài kiệt xuất mà thôi coi như là cô đang khích lệ ta đi vậy hi hi ta phát hiện ra phong ấn nguồn âm sát bên dưới này ngươi có muốn tới xem không nguyệt vi vi trước mắt nhìn về phía lâm nhất nói ta nghĩ đã sở dĩ vực âm phong được hình thành chính là do phá hủy phong ấn của tông môn viễn cổ sát khí thoát ra nên mới hình thành nên tuyệt địa đáng sợ như thế này nguồn gốc âm sát do tông môn viễn cổ phong ấn có vẻ khá khả nghi lâm nhất chỉ muốn thôn vệ sát khí thoát ra từ nguồn âm sát tăng cường thực lực chứ không nghĩ tới động đến phong ấn tại nơi truyền thừa của tử diên kiếm thánh hắn đã chứng kiến qua mấy cỗ ma thi đáng sợ không biết đã chết bao nhiêu vạn năm rồi mà thi khí tán giật vẫn khiến người ta không rét mà run phong ấn phía dưới bất kể tồn tại thứ gì chắc chắn cũng không tránh khỏi có liên quan đến những ma thi cổ quái đó thôi bỏ đi phong ấn của tông môn viễn cổ không nên đụng vào thì tốt hơn. một lúc sau, lâm nhất trong lòng đưa ra quyết định không đụng đến phong ấn. nhưng nếu không thôn vệ nguồn gốc âm sát đó thì tu vi của nhất ca cae là phải dừng ở đây rồi. lời nguyệt Phi Phi nói toát ra sự hấp dẫn nồng đậm. lâm nhất thản nhiên nói, không cần thiết, ăn một miếng cũng không mập được. ngắn ngủi trong năm ngày mà ta có thể có được thực lực như vậy đã vô cùng đáng sợ rồi. vậy thì thật vô vị bây giờ cũng không thể ra ngoài, Nguyệt Phi Phi ngẩng đầu lên nhìn, miệng mấp máy lẩm bẩm tự nói. Rời khỏi vực âm phong này không phải là chuyện khó khăn đối với hai người, điều mà Nguyệt Phi Vi ám chỉ chính là rời khỏi mảng thế giới nhỏ này. Chương 379, huyết long mã mất tích. Hiện tại, ở lối vào Thanh Dương giới chắc chắn có một lượng lớn võ giả tiên thiên tụ tập. Có lẽ Bạch Lê Hiên và Tư Tuyết Y còn chưa đi xa, nếu hai người bọn họ cứ thế ra ngoài, e là sẽ gặp rắc rối lớn ít nhất phải đợi thêm nửa ngày nữa. Ta có hầu nhi tử, cô có muốn uống không? Lâm nhất vỗ vỗ túi chữ vật, sau đó lấy ra một vò hầu nhi tử, mỉm cười nhìn về phía đối phương. Hầu nhi tử, đôi mắt đen nhánh như bảo thạch của Nguyệt Phi vi, vi lập tức lóe lên ánh hào quang sáng ngời. Thịt thịt thịch, lên xuống vài cái, nàng ta tựa như tinh linh hạ xuống bên cạnh lâm nhất, duỗi tay mở vò rượu ra mùi hương say lòng người lập tức lan tỏa khiến cho toàn thân Nguyệt Vi Vi run lên, trí óc cũng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Quả nhiên là hầu nhi tử, rượu này rất hiếm, dù là đại năng thông thiên cũng không ủ được. Nàng ta dùng hai tay nâng vò rượu lên, uống ửng ực. Tư thế phóng khoáng của Nguyệt Vi Vi khiến Lâm Nhất Vốn đang định lấy chung rượu ra có hơi sững sờ, kế đó, hắn nở nụ cười. Uống nào! Sau khi uống một ngụm, gương mặt tinh xảo như tiên nữ của Nguyệt Vi Vi ửng hồng, khiến nàng ta càng thêm đáng yêu lâm nhất không khỏi thất thần một phen đến khi bừng tỉnh hắn cười ngượng ngùng rồi nhận lấy vỏ rượu ngửa cổ uống một ngụm chỉ trong chốc lát vò hầu nhi tử đã bị hai người bọn họ uống cạn không dư một giọt nào tử lượng của lâm nhất cũng khá trước đó hắn đã một lần uống cạn một vò hầu nhi tử không cảm thấy cơn say rõ ràng chỉ có cảm giác cả người nóng lên thoải mái không nói nên lời linh nguyên trong cơ thể cũng bị kích động tuy nhiên với tu vi tiên thiên tứ khiếu đỉnh phong, cộng thêm trợ lực từ hầu nhi tử, hắn đã đột phá, thăng cấp lên ngũ khiếu. Vẻ mặt lâm nhất rất bình thản, không có vẻ gì là bất ngờ. Mấy ngày qua, hắn đã cắn nuốt một lượng lớn âm sát chi lực, cảnh giới đã sớm đạt đến tứ khiếu đỉnh phong, thăng cấp lên ngũ khiếu cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Hiện tại, trong thất khiếu, hắn còn chưa mở khẩu, tị và tâm, lâm nhất không chút do dự, lựa chọn khai mở khẩu khiếu sáu khiếu huyệt xung quanh ngược lại có thêm một khiếu được mở, ngay lập tức, vô số linh nguyên tiên thiên tuôn ra. Lâm Nhất nhanh chóng vận chuyển tử diên kiếm quyết để ổn định cảnh giới. Sau hai canh giờ, hắn một lần nữa mở mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Khẩu khiếu đã mở, ngày sau có thể xem không khí là thức ăn, trong lúc hô hấp có thể hấp thu năng lượng cần thiết cho cơ thể từ linh khí thiên địa. Theo từng bước tu luyện võ học, cơ thể phàm nhân cũng dần dần biến đổi. Cuối đầu nhìn lại, hắn phát hiện Nguyệt Phi Phi đang gối trên đùi mình, ngủ rất say. Đôi môi anh đào khẽ mở, thở đều đều từng nhịp, thoáng hiện lên vẻ đẹp điềm tĩnh hiếm có. Ngày thường, Nguyệt Phi Phi luôn mang đến cho người ta cảm giác nụ cười của nàng ta tràn đầy sự quyến rũ, vẻ đẹp như vậy khiến người khác không dám nhìn thẳng, bởi vì nó quá mê hoặc, e sợ nhìn nhiều sẽ bị chết chìm trong đó. Chỉ những lúc thế này mới có thể bình tĩnh mà thưởng thức vẻ đẹp của nàng ta. Từ Tuyết Hy và Bạch Lê Hiên đều gọi nàng ta là yêu nữ, có lẽ bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ hiện tại của Nguyệt Phi Phi. Trong lúc suy nghĩ, Lâm Nhất bất giác rũi tay vén lọn tóc xóa trên má nàng ta. Bỗng nhiên, Nguyệt Phi Vi, Vi mở mắt, trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Nhất, nàng ta hé môi cắn lấy ngón tay hắn. Đối phương ngước nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ vui sướng mông lung. Thoáng chốc, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Nhất không dám cử động dù chỉ một chút ngay khi Nguyệt Vi Vi vừa nhả ra, Lâm Nhất nhanh như chớp rút tay về. Thì ra Vân ca ca mời ta uống rượu là vì có ý xấu nha. Nguyệt Vi Vi nhìn về phía Lâm Nhất, cười mà như không cười. Không giống trách cứ, mà giống như tiểu nữ hài làm nũng hơn. Lâm Nhất thầm cười khổ, bị bắt tận tay, có lý cũng nói không được. Hắn đành chấp nhận, sau đó lấy ra một vật, nói sang chuyện khác cô có nhận ra thứ này không? đó chính là thẻ che lấy được trong lò luyện đan ở di tích tông môn, phía trên có bốn chữ cổ, Lâm Nhất có thể nhận biết hai trong số đó. Để ta xem thử, Nguyệt Phi Vi nhận lấy, sau khi xem qua, sắc mặt nàng ta lập tức biến đổi, thẻ che nhỏ bé trong tay bỗng nhiên nặng tựa ngàn cân, tuế nguyệt như hỏa, đây là một kiện dị bảo ẩn chứa tuế nguyệt chi lực, người tìm thấy nó ở lò luyện đan ư. Ừm, vậy thì không sai đâu, nghe đồn luyện dược sư thượng cổ nắm giữ bí thuật luyện đan thần bí khó lường thậm chí luyện dược sư mạnh mẽ có thể sử dụng tuế nguyệt chi lực để tăng cường dược hiệu của đan dược. Còn riêng cái thẻ tre này, rốt cuộc nó có tác dụng gì thì Vân ca ca nên tự mình suy nghĩ thì hơn. Nguyệt Vi Vi cười khẽ, trả lại thẻ tre cho Lâm Nhất. Tuế Nguyệt như hỏa, hóa ra hai chữ còn lại chính là Tuế và Như. Nguyệt Vi Vi chỉ cần liếc mắt liền nhận ra được. Lâm Nhất cất kỹ thẻ tre, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ nói, nên đi rồi, nếu cô không đi, phải đợi 10 năm nữa phong ấn thanh dương giới mới có thể mở ra lần nữa. Đi thôi, nơi này cũng không có gì hay ho để nán lại. Ngay lập tức, Lâm Nhất ôm Nguyệt Phi Phi vào ngực, vung tay lên. Thôn thiên quyết được thi triển, hoa tử diên tựa như lỗ đen bao lấy hai người, gió lạnh cùng khí lưu hỗn loạn xung quanh đều bị nó cắn nuốt. Chúng đã không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Lâm Nhất nữa, hắn dán người trên vách đá, leo thẳng một mạch lên trên hai người bọn họ không gặp chút trở ngại nào, thuận lợi rời khỏi vực âm phong. Nguyệt Phi Phi nhảy xuống, lười biếng duỗi hai tay, ngáp một cái cuối cùng cũng thoát ra. Đi đến lối ra, hai người cùng thi triển thân pháp, từ mặt đất bay vọt lên, chẳng mấy chốc đã đến cổng ra vào của thanh dương giới. Bốn về vắng lặng, yên ắng và lạnh lẽo. Lối ra chỉ còn lại bằng khe hở, vừa đủ để có thể lách người qua, đợi thêm lát nữa e là nó sẽ hoàn toàn khép lại hẳn là an toàn. Xíu, u, hai người lắc mình, lần lượt đi qua khe hở, cẩn thận dừng lại trên cánh đồng hoang vu. Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt lúc trước đã không còn, trên cánh đồng hoang vắng chỉ còn vài bóng người thưa thớt, bọn họ cũng đang chuẩn bị rời đi. Đại đội nhân mã của huyết vân môn, quang minh các, kim diệm tông và các đệ tử của tứ tông tứ tộc đều đã sớm rời đi. Hai người xuất hiện trong im lặng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Vân ca ca, ta đi trước, nếu thật sự xem trọng Vi Vi thì nhớ mang xính lễ đến sớm một chút nhé. Nguyệt Vi Vi cong môi cười, không đợi Lâm Nhất kịp phản ứng, nàng ta đã nhẹ nhàng lướt đi. Nhà đầu kia đi nhanh thật, e là không muốn gây rắc rối thêm cho hắn, đương nhiên, có thể do hắn nghĩ nhiều mà thôi. Một lúc sau, sau khi đã đi mấy vòng quanh cánh đồng, sắc mặt Lâm Nhất dần trở nên âm u. Không thấy huyết long mã đâu hết. chương 380, thẳng tiến thành Thanh Dương. Mặc dù Lâm Nhất và Huyết Long Mã không ký kết khí ước, nhưng một người một ngựa đã sớm trải qua sinh tử cùng nhau, có được sự ăn ý. Chỉ cần không ở khoảng cách quá xa, không đợi Lâm Nhất huyết sáo, Huyết Long Mã đã có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Trong thanh dương giới, Huyết Long Mã từng dẫn theo tộc đàn đến cứu hắn, có lẽ vì cảm ứng được hắn đang gặp nguy hiểm. Nhưng hôm nay, Lâm Nhất gần như lật tung cả cánh đồng hoang vu trước cổng thanh dương giới, Vậy mà hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ tung tích gì của nó. Nếu huyết long mã còn kẹt lại bên trong thì việc này có vẻ không hợp lý cho lắm. Lâm huynh đệ, ngay khi Lâm Nhất không biết làm thế nào cho phải thì một âm thanh quen thuộc đột ngột vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, xuất hiện trong tầm mắt là một gã cao to, chất phác đang tiến lại gần mình. Trương đại ca. Hai mắt Lâm Nhất lập tức tỏa sáng, hắn nhận ra đó chính là Trương Nhạc người đã từng giúp đỡ mình ở núi Thiên Hỏa lúc trước ha 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 lâm huynh đệ thật sự là ngươi ta thấy có hơi quen nhưng không dám nhận bừa không ngờ quả nhiên là ngươi sau khi thấy lâm nhất trương nhạc mừng rỡ không thôi sắc mặt lâm nhất dịu đi khẽ nói trương đại ca hiện tại người đến thanh dương giới đều đã rời đi sao huynh còn ở lại đây trương nhạc gãi gãi đầu ngượng ngùng nói lâm huynh đệ lúc ngươi và bạch lê hiên giao thủ trong thanh dương giới thật ra ta có nhìn thấy tuy nhiên vì bản thân thực lực thấp kém nên không thể nào xuất thủ tương trợ. Lâm Nhất cảm thấy ấm lòng, cười nói, Trương Đại ca đừng khách sáo, Bạch Lê Hiên là người như thế nào kia chứ? Huynh ra tay chẳng khác nào chịu chết, sao ta có thể trách Huynh? Thấy Lâm Nhất thoải mái như thế, Trương Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó Lâm Huynh đệ mãi vẫn không xuất hiện. Võ giả tiên thiên trong thanh dương giới đều nói rằng ngươi đã bị Bạch Lê Tiên và Tư Tuyết Hy liên thủ đuổi giết, rơi xuống vực âm phong, đã sớm chết rồi lúc đó ta không tin trước kia ở núi thiên hỏa mà ngươi còn có thể tránh được một kiếp thì sao lại chết ở vực âm phong được cho nên ta vẫn luôn chờ ở đây không ngờ thật sự đợi được ngươi hai người tuy chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng trương nhạc vốn là người có tính cách ngay thẳng lâm nhất đã từng cứu hắn ta một lần vì thế hắn ta vẫn luôn nhớ mãi trong lòng giờ phút này thấy lâm nhất không chết hắn ta thật sự cảm thấy nhẹ lòng huynh có từng thấy huyết long mã của ta nhắc đến huyết long mã sắc mặt trương nhạc lập tức thay đổi có vẻ muốn nói lại thôi thấy thế lâm nhất có hơi sững sờ trầm giọng nói trương đại ca xin huynh hãy nói cho ta biết trong thanh dương giới có rất nhiều người chết thảm bởi đàn ngựa thế nên bọn họ hận nó thấu xương trước đó khi cửa phòng ấn sắp đóng huyết long mã vừa xuất hiện liền dẫn đến một trận bạo động rất nhiều võ giả đã liều lĩnh ra tay với nói nhưng huyết long mã cũng không đơn giản nó đã bị thương một đám người phá vòng vây thoát ra ngoài. Trốn được rồi. Lâm Nhất mừng rỡ, nếu thật sự có thể phá được vòng vây, vậy thì hắn cũng không cần lo lắng cho huyết long mã nữa. Không có. Trương Nhạc sụ mặt nói, ngay lúc mấu chốt, Bạch Lê Hiên đã ra tay, hắn ta muốn hàng phục huyết long mã, nhưng Lâm Huynh Đệ cũng biết đó, tính tình huyết long mã vô cùng bướng bỉnh. Bạch Lê Hiên liên tục đánh ra ba trường, nện thẳng vào người nó nhưng nó vẫn không phục, nhất quyết hất hắn ta xuống. Bạch Lê Hiên. Lâm Nhất cảm thấy rất tức giận, hay cho một Bạch Lê Hiên, đường đường là nhân tài kiệt xuất của Lăng Tiêu kiếm các, vậy mà lại ra tay hung ác với một con ngựa như vậy. Với thực lực của hắn ta, uy lực của ba trưởng có bao nhiêu đáng sợ. Lâm Nhất nghĩ mà run. Hắn ta đang ở đâu? Sát khí trên người Lâm Nhất đột nhiên bộc phát, khiến người sợ hãi. Áp lực khủng bố gần như sánh ngang với cường giả bán bộ huyền quan. Trương Nhạc đứng gần đó bị dọa sợ không nói nên lời thấy thế lâm nhất liền nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng mãi một lúc lâu sau hắn mới mở mắt và nói ngại quá đã mạo phạm huynh không có gì không có gì ta có thể hiểu được bạch lê hiên đã sớm rời đi sau khi bị hất xuống hắn liền tung cước đá bay huyết long mã mắng một trận rồi dẫn theo đệ tử lăng tiêu kiếm các rời khỏi sau đó có ba gã tán tu bán bộ huyền quan xông lên vây khốn huyết long mã Trương Nhạc thấp giọng nói, ta nghe nói ba gã tán tu bán bộ Huyền Quan kia được xưng là Hắc Phong Tam Sát tại Thanh Dương giới. Bọn họ thành danh đã lâu, thực lực cực kỳ đáng sợ, không ai dám trêu chọc. Hắc Phong Tam Sát? Ừm, ta nghe ba người bọn họ nói rằng người đoạt thượng cổ yêu đan của bọn họ, vừa khéo bắt huyết long mã để gán nợ, nghe bọn họ nói, có vẻ như muốn đem nó đi đấu giá ở thành Thanh Dương. Hóa ra là ba lão khốn kiếp kia. Trương Đại ca ân nghĩa của huynh không thể dùng một lời để cảm tạ cho hết. Chỗ ta có một ngàn viên tiên thiên đan, coi như là tâm ý. Lâm Nhất lấy từ trong túi chữ vật ra một đống chai thuốc, đưa cho đối phương. Hắn thật lòng muốn cảm ơn, nếu đối phương không nhớ đến hắn, cố chấp chờ đến bây giờ thì sao hắn có thể biết được tin tức quan trọng như vậy? Ta không thể nhận, Lâm Huynh Đệ đã từng cứu mạng ta mà. Trương Nhạc thoáng sững sờ, lập tức cự tuyệt. Không sao đâu, cầm lấy đi ta là người ân oán rõ ràng, lần này thật sự cảm tạ trương đại ca. Lâm nhất không khỏi phân trần, lập tức nhét vào tay đối phương. Hắn biết bản tính của trương nhạc, lúc này, trương nhạc cũng không tiếp tục từ chối, sau khi nhận lấy liền nói, Lâm huynh đệ, người phải đến thành thanh dương hà. Đó là quận thành, huyết phân môn và kim diệm tông đều ở đó, thế lực cực kỳ khổng lồ. Xúc tu của tam đại tông môn bá chủ đã sớm trải rộng khắp quận Thanh Dương. Với tư cách là quận thành, khế lực chiếm giữ ở thành Thanh Dương hiển nhiên không thể khinh thường. Ta đã biết, tuy nhiên không thể không đi thành Thanh Dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. hết tập 16.